Thôi đi vô phàn đi. Đi vô phàn. Không. Không, không, không ba tát này. Đi vô phàn. Nha. Mà đi bụi phải. Nhanh chứ bụi ba tát chữ. Không. Đó, con lồn nó hư nó lên này bác. Nó trên cái bàn mà sao. Đi lại nó ngầu, nhanh lên. Nhanh. Đây cái điện thoại và sao cái tinh bào này đã sao? Đây chia sẻ các bạn. Sao nhìn nè. Đang có ngắn ta. Mập lên nè. Cái gọng kính vẫn chặt luôn. Rồi hello cả nhà nha. Hello, hello cả nhà nha. Chị nào Thái Nguyên rồi tương tác lên xíu với chị mình nha. Tối nay có ít hàng bán nhé. Vô tác các bạn trong phòng đi nhé. Dựng lên đây, không có để ở đó, không có để ở dưới, dựng lên đây. Rồi chị nào Thái Nguyên rồi tương tác lên luôn dùng nguyên nha chị em mình nhé. Nhìn ngủ chứ chị em mình ơi, em lên luôn nha. Bộ trai đại mà tình ngô mang cũng vừa luôn nè. Có giờ 36 ký có. Nhưng mà có ít. Chị Ngô ok cho em lên luôn nha. Chị nào Thái Nguyên rồi tương tác lên luôn dùng nguyên xíu với chị em mình ơi. Mỗi chị em mình vô xem like cho xin một nút chia sẻ nhé. Về về trang cá nhân và lên trên các hội nhóm luôn dùng nguyên. Còn bé gì xem nát luôn. Cho nó sạch kho. Cái này có mã bé gái này em còn sót là ít nè. Em bỏ ra bán tặng luôn. Cái mã sắc nát này nè. Lẫn một có tông. Nha cái này em có ít thôi. Em sale nát luôn cho dễ mình luôn. Rồi lên nha. Chờ chờ em xíu chị Hồ nên từ từ từng mã nha. Em chưa lên. Chưa lên mỗi mã có cái giá khác nhau nhé. Cái này tại em có hai màu nè. Cái này em bỏ lên bán tặng luôn. Cái này em còn ít. Cái này chủ yếu là xoay nhí xe đến 20kg thôi. Có bé trai chưa? Tối nay có bé trai. Cái này cưng chưa? Cái này để cho nhí một bộ này luôn. Cái 20kg này. Ôi cái này cưng quá này. Cưng chưa bé gái với trẻ mình nhé. Cái này là em bán tặng thôi. Cái này đi combo đây, em có hai mà em đi combo cho em mình luôn nhé.
Bộ này bộ có tông đẹp chị ông ơi. Bộ này bộ có tông đẹp, một cái quần ngố này. À, chị ơi, nếu mà chốt đơn xong là đi đơn rồi, vì ngày nhà em nghỉ 2 ngày. Ngày nay mới bắt đầu chốt đơn. Nhà này là có nhiều đơn còn chưa chốt hết. Chưa chốt hết, còn cái nào mà đã chốt đơn xong là đi đơn rồi. Chứ giờ em cũng không nhớ là không biết là cái đơn nào đã chốt rồi, đơn nào chưa. Rồi lên luôn dùng mã này, mã tặng bé luôn dùng nguyên nhé. Cái này em có hai màu. Size cho bé nhà mình từ 10kg đổ lên đến 20kg. 10kg đổ lên đến 20kg. Cái này là dạng quần ngố bảo 2 dây này nè. Bộ có tông đẹp với chị em mình nhé. Bộ này chắc có tông đẹp. Nhưng mà em sale chị em mình giá cực kỳ rẻ luôn. Cái này em có ít thôi nha. Cái này em lên luôn cho chị em mình. Mã này là mã tặng 32k. 32k luôn dùng nguyên nhé. Size từ 10 đến 20kg. Có hai tông màu. Màu hồng và màu vàng nhé. Quần của nó là dạng quần lửng áo dây như thế này nha, có hai tông màu, màu hồng với lại màu vàng. Lên mã này là mã tặng 32 từ 10. Lưu ý luôn dùng nguyên là từ 10kg đổ lên nhá, và 20kg đổ về. Bộ này bộ có tông đẹp 32.000 nha. Chút lên luôn dùng mã 32. Bé trai có chị ơi. Chị ơi chị bảo Trâm ơi, em không lên theo yêu cầu nhá. Em lên từ từ từng mã một. Chứ vô là chị bảo lên bé trai bé gái liền là em chịu luôn. Em lên từ từ từng mã một. Chị nào cảm thấy ok là chị em anh chốt nhá. Em không like theo yêu cầu nha chị em mình lưu ý. Con này em đi luôn chị em mình tặng 32.000. Tặng 32 luôn dùng nguyên nhé, kèm luôn dùng số ký. Nó sẽ có size cho bé nhà mình từ 10 đến 20kg là ok nha. 32.000 luôn dùng nguyên. Chị nào lấy cái này lên mã 32 luôn dùng nguyên, kèm luôn dùng số ký là ok nha. 32 kèm số ký. Nói chung là chờ cái này chị em mình không chọn màu. Không chọn màu nhé. Còn cái size gì, còn cái số gì, còn cái size, còn cái màu nào là em bóc màu đó nhé. Mình trong cái hai cái màu này thôi. Mã này có đúng hai màu thôi nha. Lên luôn chị em mình mã này 32.000 nhá. 32.000 em chốt nhá. 32.000 cho chị Anna Nguyễn lên thông tin lại cho em nè. Không chọn màu nhé chị Nguyễn Hiền Lương nhá. Ba chị Kiều Anh lên số lượng luôn dùng, nhưng mà nghĩ là mua nên mua hai bộ đi ok nhá. Cho chị Ngô Hương này, ok chị Ngô Hương này, ok chị Kiều Anh có rồi. Em đi chị em 32.000 thôi. 32.000 bộ là bộ có tông đẹp nhá. Bộ có tông đẹp xinh chưa, xin chưa mà đi 32.000. Vậy mình biết những cái gì em bán đầu like chị Nguyễn Hương Lương. Những cái gì em bán đầu like thường là em đi lỗ lắm. Cái nào còn lẻ tẻ nên là em sale thôi. Xin này, cái này sẽ to nhất này. Cái này 20kg mang ok này. Từ 10 đến 20kg là chút đẹp nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nha. Cái bộ này hiện tại còn không chọn màu. Lưu ý nha, cái này còn size gì thì em bóc size đó. Còn màu gì em bóc màu đó. Và chị nào chọn màu không chút mã này. Lưu ý nha, những chị nào mà lên màu em không chút mã này nhá. Bé 32kg có đó chị ơi, từ từ chờ em xíu. Nhà riêng cái mã đó chị nào chọn màu em không có chốt. Nha, chọn màu em không có chốt, có cái này ít nè. Em tặng nó luôn. Bán tặng nó luôn. Bộ này bộ size to. Ok chị Kiều Anh. Bộ này chắc nó cũng chị thấy nha lên. Phải là chắc nó cũng được thôi chứ không có xịn nhá. Em thiệt luôn. Bán hàng nhiều là những cái này chắc cũng gọi là cũng được thôi chứ không có xịn. Size 16 thì hiền hồ. 22 không có chị ơi. Ta 20 đổ về thôi. 20 đổ về thôi. Bộ thể thao nhưng mà chắc cũng được. Cũng được chứ không là xịn sò nhé chị em mình nhé. Nhưng mà hàng mềm chứ không phải hàng khô nóng. Nhưng mà toàn size to thôi. Cái này toàn size to nhé chị em mình. Lên mã bộ thể thao luôn dùng nguyên là ok. Nè. Size này đến 45kg luôn. Từ từ. Nguyễn Diệu chị Nguyên vừa rồi em nhận được mấy cái áo mà không vừa em đổi lấy size khác. Chị ơi chị nhắn tin qua cho em trên live xử lý. Rồi nha. Ok chị Anna Nguyễn. Chốt lên luôn dùng này 14 chị Kiều Nga. Ok 14kg. Rồi lên luôn dùng mã này, mã tặng bộ thể thao. Cái này cũng không chọn màu luôn. Cái này em có ít thôi. Mà toàn size đại thôi. Cái này toàn size đại thôi. Size 45kg. Cái này toàn size đại á. Size 45kg đổ về chứ chị em mình ơi. Lên luôn dùng mã này là mã tặng bộ thể thao luôn. Chắc được. Chứ không phải là xịn sò nhưng mà chắc ok. Chắc này bé mang ok. Lên mã bộ thể thao luôn dùng nguyên, kèm luôn dùng nguyên cái số ký chứ chị em mình ơi. Thể thao kèm luôn dùng nguyên số ký nhé, toàn xe bự thôi. Hàng này toàn xe bự 45kg đổ về nè. Chắc gọi là dòng này dòng thun lạnh đấy chị em mình nói này, chắc là chị em mình mua rồi, dòng này chắc chị em mình mua rồi. Nhưng mà không phải là hàng khô, nhớ luôn dùng hàng mềm. Hàng mềm, lên mã bộ thể thao luôn dùng nguyên nhé. Toàn xe bự thôi. Lên mã này là mã tặng 35 đi chị em mình nói, không chọn màu nhé, kèm luôn dùng nguyên số ký. Chốt mã thể thao 35 kèm luôn dùng nguyên số ký là ok. Cái này nó có nhiều màu lắm. Cái này là em bán tặng thôi. Nha, nhiều màu trong này, lên mã bộ thể thao kèm luôn dùng số ký nhé chị em mình. Có số ký em chốt cái chị em mình nhé. Có số ký em chốt, trời ơi 35.000, nghĩ ra không, mua 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ để dành cho nó mang.
Em nói thật sự chắc ok nha chị em, mà nó mềm và thấm hút mồ hôi, nhưng mà nó gọi là không xịn sò bằng những cái bộ cốt tông tàu. Bà để nhìn nhìn mà nhìn không đang chỉnh đây. Quay qua này xíu, quay qua này xíu, quay qua này xíu nè. Rồi nhá, lên thể thao kèm luôn dùng cái cầm mà kèm luôn dùng nguyên cái số lượng bộ, nên mua 2 bộ 3 bộ. Không có 55 kg đâu chị ơi. Cái này không có size 55 kg nhá. Size maximum của nó là 45 kg thôi. 45 kg thôi. Chốt lên mã thể thao, cái này bà in đi ba. Cái này bà in nhá. Ngày mai nhà Nguyễn bốc đơn, bốc size sao cho chị em nó. Này. Maximum là đến 45 kg thôi chị em ơi, không có đến nè, chắc này. Nó gọi là cái này là dòng của nó là dòng thun lạnh đó chị em mình, dòng thun lạnh nhá. 35k kèm luôn dùng nguyên số cái lên mã thể thao 35, kèm luôn dùng nguyên số cái gọi là những cái mã đầu like em bao giờ cũng là những cái mã em bán tặng đấy, nên là chị em mình tranh thủ 35. Cái nó hồi nãy là cái bộ bán lên mã thể thao luôn dùng nguyên nhá, kèm luôn dùng nguyên số cái maximum là 45 kg thôi nha chị em mình, để luôn dùng nguyên. Còn đứa nào mà gọi là không chọn màu, chị nào chọn màu không chốt, ai chọn màu không chốt đã đi cho chị em mình vòng 35.000 cái bộ này, chị em mình không đi đâu mua được luôn. Giá này chuẩn giá bán tặng, chị nào mà chọn mà không chốt nhá, ai chọn mà không chốt lưu ý luôn dùng nguyên. Cảm thấy ok giá này, ừ, màu nào cũng được thì lên. Còn mà đã chọn màu thì thôi nhá, em không bán giá này nhá. Lưu ý luôn dùng nguyên. Nha, lốt lên luôn dùng mã này là mã bộ thể thao. Còn màu đẹp không? Còn màu đẹp không? Nha, chị nào chưa có thì lên luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lên trước là có size trước. Chị nào lên trước là có size trước. Mùa này thì bọn nhỏ nhỏ bằng mọi ấy nó rất là thích những cái này, rất là thích mang những cái bộ này, mua 3 bộ 4 bộ 5 bộ cho nó mang. 35.000 nhá, 3 bộ 4 bộ 5 bộ gì đấy để dành cho nó mang nha. Lên mã bộ thể thao luôn dùng em là ok. Tối nay có cả hàng size đại, hàng cả size 60kg vẫn mang vừa ấy chị em mình nha. Rồi lên nhá, chị nào chưa có cái này lên chung mã thể thao luôn dùng em, kèm luôn dùng em hẳn cái số ký nhá, nhớ là phải có số ký luôn dùng em. Còn gọi là đứa nào mà gọi là mông to quá thì chốt đến 40kg thôi nha, mông to bụng to là chốt đến 40 nhá. Lên mã thể thao luôn dùng nguyên, kèm luôn dùng nguyên số lượng đi chị em mà nói, kèm số lượng luôn dùng nguyên tinh ông. Trời, bọn nhỏ nhỏ bọn ấy mới lớn nó ghiền cái này lắm luôn ấy, khách nhà Nguyên hỏi nhiều lắm, nhưng mà Nguyên ưa là ưa về cái hàng xịn luôn ấy, nhưng mà không có cái này dòng, người ta cũng chỉ may dòng cốt tông lạnh này thôi, không có cái dòng xịn hơn chờ miết mà không có. Thôi tạm là mang cái này vẫn ok. Nói chung là cái hàng này hàng mềm, hàng thấm hút nhé chị em mà nó. Nhưng mà không thể nói là xịn sò nhé. 45 kg đổ về. Chắc ok chứ không phải là hàng xịn sò. Lưu ý luôn dùng nguyên nhé. Chắc ok và không phải là hàng xịn sò. Nhưng cái này đã mang ok rồi. Có chị ơi. Có cái này đến 45 kg lần mà. Cứ lên số ký và Nguyên nghĩ là nên mua 2 bộ 3 bộ để dành cho nó mang. Đảm bảo mua bộ này nó rất là thích. Bộ thể thao này rất là thích luôn. Nha. Cái này dòng thun lạnh thì Nguyên chạy nhiều, giống như cái áo thun lạnh một khi bán. Đi trẻ mình 35.000 bộ. Phát luôn mấy bộ. Nha, phát luôn mấy bộ. Qua chưa? Ok cái mã này chưa nè, Nguyên qua nè. Ok chưa, Nguyên qua cái mã này nhá. Chị nào lấy cái này lên mã thể thao. Thể thao luôn dùng Nguyên là ok. Nha, qua mã nhá chị em mình ơi. Chị nào lấy mã thể thao lên mã thể thao luôn dùng Nguyên là được. Cái mã này là hàng hàng năm ngói sót lại. Ok nhá. Mà bộ em đang mang chắc của nó là đuổi tơ. Đuổi tơ, cái hàng này là hàng em còn sót lại thôi. Hàng sót lại nhưng mà cái này nó chắc đẹp lắm, nhưng mà size của nó là size nhỏ như chị em mình á. Cái bộ này bộ size nhỏ, treo vô sẵn một bộ thể thao lên. Treo bộ thể thao lên. Quá rẻ luôn, Nguyên nghĩ là chị em mình nên mua vài bộ đi. Nó đảm bảo nó về nó thích đấy. Rồi nhá, lên luôn dùng mã tặng bộ sọc cho bé. Bộ này cho bé từ 8 đến lại 13 14 kg là mang ok cái bộ này. Từ 8 đến 13 14. Nha, chắc đẹp lắm, toàn bộ là hàng theo, cái này nhiều chị năm ngó đã mua được cái mã này rồi này. Ok nè, thể thao nè, kèm luôn dùng nguyên số ký. Chị nào mua bộ một tiết ấy. Chị Thủy Đỗ có rồi, em đưa chị Thủy Đỗ đi. Ok nhé. Ok nhé. Lên luôn chung mã này mã tặng bộ bé sọc, nhưng mà hàng này hàng xây nhí thôi. Hàng này hàng Quảng Châu chứ chị em mà nói chắc đẹp lắm. Cái này chắc đẹp. Con này chắc đẹp, nó là chắc đẹp hàng xịn. Ok, thể thao, chị em mình cứ lên mã thể thao đi. Nhưng mà Nguyên sẽ in bill từ trên xuống dưới, không đọc tên nhé. In bill từ trên xuống dưới, những chị nào mà lên bill trước, lên đơn trước là có sai thôi. Tuyển lại tải ra rồi nha, em lên luôn cho chị em mình mã này, lên luôn cho mã tặng bé luôn dùng Nguyên. Cái này em đi chị em mình 2 bộ nhé, chị em mình mua một bộ sẽ là 39.000 một bộ nha, chị nào mua 2 bộ là 70.000 2 bộ, chắc đẹp, chị em mình yên tâm nhận cái bộ này. Có mỗi cái tội là nó chỉ có size nhí không có size to thôi.
từ 13 14 kg đổ về. Bộ này em bán cực kỳ nhiều, năm ngoái em chạy bộ này nhiều lắm luôn. Hàng này ăn sót lại thôi này. Toàn bộ là toàn bộ là và in luôn mấy cái bộ thể thao. Rồi lên luôn dùng cái này, từ 8 đến 13 kg là có size. 70.000 hai bộ, chị em mình mua một bộ sẽ là 39.000 một bộ nha. Bộ này chắc đẹp lắm. Bộ này chắc đẹp lắm. Lên dùng nguyên cái này nhé. Chị em mình yên tâm nhận cái bộ này. Về mềm mịn và thấm hút chứ chị em mình, nó hàng này hàng xịn luôn. Này, cái này là theo nhé. Lên mã tặng bé luôn dùng nguyên, mỗi tội là nó có size nhỏ thôi, không có size to. Nha. Cho mỗi mã. Ok chị em mình cứ lên đơn cho nguyên cái này, nguyên cũng còn lại tại sai cái mã này, nhiều chị năm ngó đã mua được cái bộ này rồi này. Khen chắc đẹp nhưng mà không có hai, mỗi có hai sọc thôi. Được nhiều khách mua thêm rồi. Nhá, lên luôn dưỡng mã tặng bé là ok, tặng sọc là ok nhé. Đi trẻ mình 70k hai bộ. Không có 15 kg đâu chị ơi. Không có 15 kg, chốt tầm khoảng 13 kg đổ về là lên ok. Nha, tầm 13 kg đổ về là lên ok con này. Chắc đẹp lắm. Sale luôn cái trẻ mình là 70k hai bộ. Trẻ mình mua một bộ sẽ là 39.000 một bộ. Nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã này là mã tặng sọc. Nha, kèm luôn dưỡng số ký hàng này, hàng xây nhí này. Sạp này hàng xây nhí nhé. Chị em mình lên đúng mã luôn, dùng nguyên mã tặng sọc, có bị nhầm đơn như chị em mình ngày mai bóc cho xong. Chứ mà vừa like mà vừa bóc sai trên like nó lâu lắm, nó không lên được hàng mới này là thôi. Cứ chị em mình cứ lên đi, ngày mai có là em in ra em soạn em bỏ đơn của chị em mình cho nó nhanh. Chứ giờ mà vừa like vừa bóc sai nó lâu, mất thời gian quá, nó không lên được mã. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã tặng sọc bé luôn dùng nguyên là ok nhé. Đi luôn chị em mình là 70k hai bộ và mua một bộ là 39.000 bộ. Bộ này rẻ quá nè. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên là ok nhé. Em qua cho chị em mình thôi. Chị nào chưa có cái này thì lên luôn dùng nguyên nhé. Đây chị em mình một mã bé gái này. Bé gái hàng này hàng xịn luôn. Con này hàng xịn luôn. Trai gái gì cũng có hết. Chị em mình cứ thông thả dùng nguyên nhé. Tương tác lên luôn dùng nguyên xíu. Tương tác lên luôn dùng nguyên xíu nhé. Bộ này là hàng công ty. Ở đâu rồi? Đây. Nhưng mà cái màu này em có hàng ri thôi. Còn xây bự nè. Bộ bé gái xây đại nè, chị em mình ơi, xây 37kg. Bộ này chắc đã luôn. Hàng này hàng công ty chị em mình nhìn. Về sờ vô miên măng chắc luôn chị em mình nhé. Hàng này chị em mình nếu như mà mua người ta treo shop là 180, 150 đến 180. Shop nào nó bán rẻ là sẽ là 150. Shop nào nó bán cao xíu sẽ là 180. Nha. Em đi luôn kia chị em mình mã này với giá là sale luôn kia chị em mình mã này là 105.000 luôn đi. Có hàng ri thôi, 105.000 luôn nhé chị em mình ơi. Nha, lên mã này, có hai màu đấy. Màu đậm và màu nhạt. Chị em mình cứ lên mà mai có màu này em bắt màu đó nhé. 105.000, hàng này hàng 125.000. Hàng em chạy 125.000. Nha, sale luôn chị em mình mã này với giá là 105.000, kèm luôn dùng nguyên số ký nhé chị em. Cái này toàn size to. Cái này toàn size to thôi, hàng size đại thôi. Size 37kg đổ về là chị em chú ok nhé. Lên luôn dùng mã này là mã bộ gái, kèm luôn dùng cái số ký là ok. Sale luôn cho trẻ mình bộ này với giá là 105.000. Chị nào chưa có cái này lên luôn dùng nguyên mã 105 là ok nha chị em mình ơi. Siêu rẻ, cái này mà chị em không chốt hơi phí nhé. Riêng cái này chị em mình chốt hơi phí. Treo lên cái gì rồi ta? Treo lên trẻ mình bộ sắt nách này. Ôi đóng chung rồi. Bỏ chung trong này hết à? Ủi đau hết rồi, tương tác lên. Cho bà xã mượn cái điện thoại đi. Xã mượn cái điện thoại nó đi. Đây nha. Rồi bộ này bộ có tông tạo. Bộ sập cho chị truyền ma luôn. Có chị em sắp lên rồi. Đó trai 45kg có. Chị truyền mai có rồi. Sập chị Đức Nguyễn lên rồi đúng không? Sập in chưa? Ok nhé. Chị nào lấy sập thì lên sập luôn dùng nguyên là ok nhé. Tương tác lên luôn dùng nguyên xíu chị em mà nói. Em lên nhanh đồ bé thôi. Đồ bé thì không quá nhiều mã. Em lên nhanh thôi để lên được chị em mình đồ lớn nhé. Sập cho chị Tom Suri này. Tom Suri 2 bộ 13kg này. Ok. Trời ơi chắc này. Chắc con này miên mang luôn. Nha, cái này thì hiện tại Nguyên sẽ có size cho bé nhà mình từ 20. Từ 20 nhé. Từ từ ra em đang lên chưa? Từ 20 đến 37kg. Đứa nào mà cao cao ốm ốm thì lên được 40kg nhé. Cao ốm thì lên được 40kg nhé chị em mình ơi. Nha, nhưng mà mỗi màu bỏ riêng cái mã đáp này ra dùm giờ sợ lên cái này riêng em chốt luôn trên loa luôn. Nó có ít lắm. Ok, Thảo Nguyễn có rồi. Bộ đáp này sợ nè. Bộ đáp nha, cái này sale cho dẻ mình giá cực kỳ rẻ luôn. Hàng còn hàng size đại từ 20kg đổ lên đến 37kg đổ về. Bé nào cao ốm đây nè, đây này vô. Cao ốm thì đến 40kg nhé. Này, chắc đẹp lắm, còn bộ là hàng túi hộp này. Xịn sò nha. Hàng này bộ chắc có tông tàu.
Chị ơi, cứ lên số ký đi cho em nhé. Cái này em sale luôn chị em mình nè. Lên mã này là 79k luôn dùng đi. 79k kèm luôn dùng nguyên số ký nhé. Lên mã đát cam kèm luôn dùng nguyên số ký. Cái này khách nhà Nguyên up lên khách dặn nhiều lắm này. Đát cam kèm số ký luôn dùng nguyên là ok. Cho chị Lê Thị Bích Ái cái bộ bộ size này. Lê Thị Bích Ái này. Lê Thị Bích Ái bộ này 79.000 nha chị em mình ơi. Được 2 ri 1 cam thôi. 41 có 2 chờ xíu nữa lấy cái mã sau chị ơi. Đây này. Lê Thị Bích Ái này. Cho chị đát cam cho chị Huệ Kim này. Có size 10 đâu rồi. Cam size 10 trên này cho chị Huệ Kim luôn. Hàng không có nhiều nha chị em mình. Có cái này sao? Cái này chị Huệ Kim luôn á. Huệ Kim luôn. Hai bộ hai màu bé trai. Từ từ nhé chị Hương Lê Thị Thu. Em lên cái màu nào chốt cái màu đó cho nó dễ nha chị ơi. Lên màu nào chốt màu đó cho nó dễ nhé. Lên màu nào chốt màu đó đi chị ơi. Đừng chốt trước nhé. Em bỏ cái màu này cho chị nhé. Huệ Kim. Rồi cái này cho chị Hương Lê Thị Thu nè. Ok chị Hương Lê Thị Thu nè. Cho chị Linh Phan nè. Cho chị Linh Phan nè. Cho chị Linh Phan nè. Linh Phan này 35 chắc không còn. Đây 35 có một cái cho chị Nguyễn Tăng Tại này. Nguyễn Tăng Tại này. 36 35 hết rồi nhé. 30 cho chị Đức Nguyễn này. Ok chị Đức Nguyễn này. 30 cho chị Đức Nguyễn này. Này ít lắm. Cái này là em chốt luôn trên Tăng line Tại này. À. Nguyễn Tăng Tại. Đây chị Đức Nguyễn. Này có ít 37 chứ cái này em không có. Hết rồi. Cái này cho chị Đức Nguyễn này. Đức Nguyễn này. Cái này cho chị Nguyên Lê này. Nguyên Lê hết sai rồi chị ơi. Hết sai rồi. Đây đây chị Nguyên Lê này. Nguyên Lê này. Cô Đặng Lệ không có sai. Cho chị Như Ngọc 30kg hết rồi. 22 chị Du Nguyễn là có này. Cái nào mà Nguyên đọc tên là có nhé chị em mà nói đừng đến lúc chốt đơn này. Chị Du Nguyễn này. 25 chị Nhung Hà này. 25 chị Nhung Hà này. 37kg không có nhé. Bộ có 26 không. 56kg xíu nữa lên cái mã khác. 30 em hết rồi. 36 cũng hết luôn. 18 từ từ chờ em xíu. Nhung Hà có rồi. 37 hết rồi. 3 lỗ cam. 15kg không có. Cái này toàn size to nhé. 37 không có rồi. Hiện tại nàng. Hiện tại đáp cam này em còn có một bộ à. Size 2, 3kg đổ về. Có tộc nhí hương để thu có rồi. 3 lỗ em đi. 79k nhé. 79k. 79k nhé. 79k nhé chị em mừng ơi. Còn size 25 đổ về thôi. Chị Nhung Hà có rồi. Cho chị hàng ruby nữa là hết. Hàng ruby nữa là hết. Còn một màu này nữa. Hàng ruby đây, cái này có 2 ri. Mỗi thứ em có 2 ri thôi. 79k. Đây mã này là mã đắt xanh dùng nguyên nhé. Mỗi thứ có 2 ri cho chị em mình nhé. Cái này cái điện thoại bị gì trời. Rồi nhá, lên mã đắt xanh luôn dùng nguyên 79k. Cái này em chốt hẳn trên line luôn. Ừ quên. Chị cho chị gì ta? Chị Hoàng Quyên. Cho chị Hoàng Quyên cá này. Hoàng Quyên cá này. Xanh cho chị Tây Tây ri rồi này. Tây Tây ri này. Tây Tây ri này. Cái này không có nhiều nha chị em mà nói. Cái này không có nhiều nhá. Đây là chị em mình tranh thủ nha. Hoàng Quyên hồi nãy chị dặn đấy. Ba đọc số ký đi. Ba mươi cho chị Khánh Ly nè. 30 chị Khánh Ly nè. 37 cho Hệ Kim. 37 hết rồi. 37 hết rồi. 25 chị Nhung Hà nè. 25 chị Nhung Hà nè. 35 cho chị Ngô Hương nè. 35 Ngô Hương nè. Rồi còn size này tầm 22-23kg đổ về thôi. Ít lắm. Cái này có ít lắm. 23kg đổ về thôi. Còn một bộ thôi. Cái này có ai 22kg không? Không có ai 22kg. Còn con bộ thôi nè. Chị nào lấy cái này. Bộ bé trai chị ơi. Còn một bộ nữa thôi là hết. Chị nào lấy 22. Lên 22 dùng nguyên còn có một bộ thôi à. Cái này nó có ít lắm. 22 nhá. Thôi còn cái bộ đát. Đát này còn màu gì nữa. Trời ơi. Cái này em về. Ui. Cam này còn ri nè trời nè. Ba ơi. Cam còn ri nè. Cam còn ri nè. Nó có ít quá nên là em không phân sai trước. Cái này có bao nhiêu em lên luôn trên like thôi. Nha chờ em xin xin nhé. Cái
Dạ chắc là bị ăn cam em. Màu cam này em còn ri này chị em. Cam ri cho ti ti. Cam ri cho ti ti. Rồi lấy xanh dùng cái này em còn ri thôi. Xanh này em còn ri thôi. Lấy xanh luôn dùng em nhé. Ba bãi xanh cho Hà Nguyễn. Ba bãi xanh cho chị Hà Nguyễn này. 50 xíu từ từ chờ em xíu. 50 chờ em xíu nhé. 50 chờ em xíu hơn xíu. Bảo Trâm hái đây nha. Cho chị Huệ Kim này. Huệ Kim này. 36 ký em hết rồi. Huệ Kim này. Cho chị Như Ngọc này. Cho chị Như Ngọc này. Hết. Cái này còn size nhỏ thôi. Còn size nhỏ nhé. Size 22 đổ về và 25 đổ về. Còn 2 bộ. 22 với 25. 25 chị Nguyễn Nhung này. Nguyễn Nhung này. Rồi còn 22 đổ về còn bộ nữa thôi là hết. Cái này nó lẻ tẻ ra ít lắm. Hàng này 79k là hàng xăng nguyên nó còn canh mãi mới được cái này. Canh mãi mới được cái bộ nào với giá 79.000. 30 em hết rồi, cái này tầm 22 đổ về. Đẹp lắm. 22 đổ về. Bộ size to xíu em lên sao? Bộ size to hàng hàng trẻ mình mua. 22 này 20 hay. 22 đây nè. 22 đây. Cái này 22 chị nào lấy 22. 32 em hết rồi. Còn 22 cái xinh này trẻ mình nó là túi hộp hết nhá. Thì kim có rồi nha. Còn 22, 50 xíu có cái mã này nè. Mã này anh Tình ảnh mang vẫn vừa, ảnh 60kg anh mang vẫn ok. Không có, cái này không có nhiều đâu chị ạ. 22 kiếm tiền Nguyễn. Kim tiền Nguyễn. Kim tiền Nguyễn. Rồi cái này em có 2 ri. Màu này em có 2 ri. Màu xám em có 2 ri thôi nè. Từ 20 đổ lên đến 37kg đổ về. Xanh em hết nhá. 20 đổ lên 37 đổ về là chị em cho ok. 20 đổ lên 37 đổ về nhá. Rồi lên luôn trong mã này là mã đá xám luôn, nhiều không có nhiều như chị em mình ơi. Có 2 cái hết rồi. Hết cái màu đó rồi. Rồi màu xám này em có 2 ri. Lên xám luôn dùng nguyên nhé. Xám luôn dùng nguyên là ok nha chị em mình. 2 ký xám cho Phúc Hồng. Đây, từ từ coi xe 10. Ok chị Phúc Hồng. Phúc Hồng. Rồi nhá, lên xám luôn dùng nguyên là ok nha chị em mình ơi. Xám, xám, xám. Chị Nguyễn Tô Lê chọn lên màu luôn dùng nguyên. Tháng chị Phúc Hồng có rồi. Xanh em hết rồi. Xám 30. Xám 30. Từ từ ở ở trên này nè, bị ảnh comment nhiều quá luôn. Ký cho Nguyễn Nhung nè. Xám từ từ, xám bộ từ từ. Cho chị Hiền Nguyễn bộ đó nè. Bị ảnh comment nhiều quá mấy hôm nay luôn, cái chán dễ sợ luôn. Đây nè. Chị nào không được thì comment lại dùng nguyên xanh em hết rồi nhé. Hiền Nguyễn có rồi nhé. Hiền Nguyễn có rồi. Hiền Nguyễn là có rồi nhé chị ông mình nhé. Nó không có ấy được. Đây chị Khánh Ly nè. Ok chị Khánh Ly nè. Cái này chốt lên like nó lâu lắm. Like lâu lắm. Khánh Ly coi phải này số 9 không bà. Số 9 nè. 30 cho chị Hoài Ngân nè. 30 chị Hoài Ngân. Hoài Ngân nè, có nè. Cho chị Nguyễn Tô Ly hai số sang sát nhau nè. Ok Nguyễn Tô Ly nè. Nguyễn Tô Ly nè. Cho chị Nguyễn Nhung nè. Chị Nguyễn Nhung nè. Nguyễn Nhung nè. Nguyễn Nhung nè. 31 chị Nguyên Lê nè. Chị Nguyên Lê nè. Rồi ok, còn 2 bộ 22kg đổ về thôi. 2 bộ xám 22kg đổ về thôi. Nó ít có đơ, ít có sai lắm. 22 đổ về nhưng Nguyễn Tô Lê có rồi. Chị Kênh đây chưa có, chị Nguyễn Nhung có rồi. Chị Ngọc chưa có nhé. Chị Nguyên. Tự nhiên mắt thông báo like mà sao không biết. À cái gì sao? Nguyên Lê. Nguyên Lê. 3 em hết rồi. Còn 2 bộ 22 đổ về thôi. Chị Kim Chi chưa có, chị em thông cảm là vì hàng này nó lẻ tẻ quá. Nha, nhưng mà em chốt là chốt luôn hẳn trên like luôn. Rồi nhá, còn màu xám này size 22 đổ về còn 2 bộ nữa thôi. Chị nào lấy xám 22 lên xám 22 luôn thì là ok nhá. Còn đúng 2 bộ nha chị em mình ơi. Xám 22. Đấy, chị nào lấy xám 22 chốt xám 22. Đi vệ sinh mà cũng đem cái bát vô kìa. Lầy phải không? Lầy phải. Chắc bị đánh rồi đấy. Trừ đó ngay. Bỏ răng vào đây. Còn 2 bộ 22 kg nhá chị nào. Ủa, đẹp lắm chị em mình ơi. 22 thậm chí 25 bé còn bon trang được. Còn 2 bộ. Nhá 2 bộ xám size 2 kg. Lên luôn dùng nguyên nhá 79k. 79k. Hả? Khôi xa sao được. Cái ti ti luôn. Rồi còn một xanh 22. Còn một xanh 22 nữa là hết nè. Còn một xanh 22 nữa là hết nhá. 22 hết rồi. Còn 22 nữa thôi. Chị nào lấy 22 lên 22 luôn dùng nguyên. Còn 22 á, chị nào lấy 22 rồi chuyển mã chứ cái mã đáp đó hết rồi đó chị em mà nè. Cái mã đắt rồi đó. Ê chà cha. Từ từ chờ nguyên xíu. Chờ nguyên xíu. Còn một cục đắt này. Còn một cục đắt này nè chị em mà nói. Còn cục đắt xanh. Còn cục đắt xanh này nè. Từ ok chị Kiều Trâm.
Ok chị Kiều Trâm nhé. Dạ, cái này mẫn cũng vút còn chạy nữa kìa. Xanh 30 cho chị Hạnh Đò. Xanh 30 cho chị Hạnh Đò. Xanh 30 cho chị Hạnh Đò. Hạnh Đò. Xanh 29-30 cho chị Nguyễn Tô Ly. 29-30 cho Nguyễn Tô Ly. 32 con lì đúng không em? 37 37 chị Hiền Nguyễn. 30 em. 37 chị Hiền Nguyễn. 37 chị Hiền Nguyễn. Rồi còn 22 đổ về cho màu xanh. Hết nhé. Ok chị Nguyễn Kiều Trinh. Chị em mình thông cảm vì cái này có ít quá. Có đồ đó ba anh em lên rồi. Còn 22 thôi. Nha chị em mình thông cảm vì có ít quá nè. Chị Nguyễn Tô Ly có rồi. Được, cũng bon chen được đó chị ạ. Nha, còn một bộ này xay. Em chốt cho mang thông thả đó. Thì bộ sắc nách này form nó cũng to. Đây chị em mình nhìn cái bộ này em chốt 22 kg. Như nhí nhau 20 kg là nó mang rộng lắm luôn ấy. Nhưng mà em chốt để cho nó mang thông thả. Nè, em chốt cái bộ này bộ size nhỏ nhất. Đây mà em chốt đến 22 kg thôi nè. Đấy, cái này của nó là 25 kg. Còn bon chen được, nhưng mà em chốt đến 22 kg thôi. Mang cho nó thông thả đó. Nên là trẻ mình không cần trừ hao đâu. 50 kg xíu nữa lên cái mã khác chị Bu Bu. Chị Nguyễn Nhung này. Chị Nguyễn Nhung nữa hết cái mã đáp Bu Ma. Hay là như cái này đây này. Chắc chốt như này lâu quá. Em chưa phân size. Vừa like vừa bóc size nó lâu. Mã bộ Bu Ma nó cũng sai như thế luôn. Có chị Xương Thu chưa chút đơn chị Xương Thu luôn à. Này, đẹp lắm. Hàng toàn bộ là hàng cốt tông tàu, bộ Bu Ma nhá. Thôi như thế này đi cho nó dễ chị em mình. Mà cũng được, sợ không đủ à. Cũng sai, cũng từng này sai. Cái này 38 xíu, chờ em xíu xíu. Chờ bóc một Bu Ma xanh đi cho mình sợ cái. Bóc Bu Ma xanh cho mình sợ cái. Ba ri đưa đây là sẽ ba ri Bu Ma này có ba ri rồi nhá. Lên mã Bu Ma luôn dùng đi em vẫn đi chị. Anh 79k có 37 chưa? Có 37 6789 đúng không? 6789 10 6789 10 không chút nợ à. Rồi ok nhá, lên mã Bu Ma xanh luôn dùng đi, kèm luôn dùng đi số ký nhé, kèm số ký 35 chị Bích Sương. 35 cho chị Bích Sương đây nè. Bích Sương này làm Bích Sương này. Nhím ngủ rồi. Nguyễn Tô Ly hai bộ này. Ơi nhím ngủ rồi. Nguyễn Tô Ly hai bộ này. Ơi nhím ngủ rồi. Số 10 còn không? Số 10. Số 10 cho chị Lê Bình Tom này. Còn 10 nữa không? Hết rồi. Cầm mày cua cái cầm mày. Hết 10 rồi, đây này hết 10 rồi. Cho chị Ngân Nguyễn có này. Còn. 10 đưa đây. Đưa đây. Lê Bình Tom này. Có rồi đúng không? Ngân Nguyễn à. Ngô Hương. Ngô Hương à. Ngô Hương 35-37 kg. Cho chị Mơ Nguyễn. Mơ Nguyễn luôn này. 37 hết nhá. Đây này, Mơ Nguyễn này sao? Mơ Nguyễn này. Cho chị Ngân Nguyễn đây này. Ngân Nguyễn đây này. Ngân Nguyễn này. Còn số nó dưới nó số 8, số 9 không? 8, 9 chứ không? Cho chị Hoa Tràng không dấu. Hoa Tràng không dấu. Ừ. Hoa Tràng không dấu. Hoa Tràng 32 hết rồi, 38 hết rồi nhé. 37 cũng hết luôn. 22 cho chị Hằng Ruby Nguyễn số 6. Hằng Ruby Nguyễn số 6 này sao? Đây nè. Hằng Ruby Nguyễn số 6. 37 hết rồi. Còn số 8 sao? Còn 8 hay 9 không? Tại vì cái này em chưa phân sẵn. Ôi. 8 đây. Cho chị đổ hình. 37 em hết nè, 32 cũng hết luôn. 3 hết luôn nhé. Còn số 7. Còn số 7 à, 728 đây nè. Này cứ lẻ tẻ sai ra mệt lắm, like cái này bởi. Để ra chờ bà chị. Còn size nhỏ thôi. Đây cái này cho chị à. Kiều Trâm nè. Kiều Trâm. Kim Dung Trần size số 6 này. Kim Dung Trần size số 6, 37 em hết rồi. Size số 6, 37 hết rồi nhá. 29. Kim Dung Trần. 25 có đấy chị ơi, chị cứ chốt, chị cứ lên số ký mà có là em bóc nhá. Còn số 8 không?
Chị Nguyễn Lanh lấy 6 ấy. Còn số 8 không? Số 8, số 6, số 7 thôi. Còn số nhỏ thôi. 20 thì Phương Dung là có nè. Phương Dung lấy số 6 sao? Phương Dung có 6 nè. Ok nhá, em còn mỗi size nhỏ thôi. Còn mỗi size nhỏ thôi. Nhá, còn mỗi size nhỏ thôi chị em ơi. Size tầm 25 kg đổ về là chú ok. 78. 67. Bởi mà có một mình ba, có ba đấy chứ còn có chị Hân Hành Trinh thôi. 79k đem mở lại chị em mình bộ này nhưng mà còn size cho bé nhà mình tầm khoảng 26 27 kg đổ về là chú ok nhá chị em mình, đẹp lắm. Túi hộp nhá, bộ này bộ sắc nách như vậy là 79.000. Ở đằng trước này nhìn cưng rồi nè, ở đằng sau của nó nè nhìn cưng không, phía sau của nó đây nè. Đấy em đi chị em 79k. 15kg không có, 15kg hơi rộng đó. Cái này 19kg bông trang được chứ còn nói chung là 19-20kg đổ lên đến 27kg đổ về là chú ok, còn size từng này thôi nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã Buma xanh luôn dùng nguyên đó. Buma xanh luôn dùng nguyên là ok. Hay như thế này cho nhanh đi chị em mình. 25 chị Thanh Lan, ok chị Thanh Lan. Ok chị Thanh Lan 25kg này. Thanh Lan 25kg này. 18kg, 16kg có. Thanh Lan. Thanh Lan 79k này. Uma xanh chị Titi ơi lấy còn có máy size thôi, chị lấy cái nào? Đây còn được từng này size 25kg đổ về thôi, 79.000. Nhá, 79.000 còn được 5 bộ nữa, 4 bộ này nữa là hết còn xanh. Nhưng mà toàn size 25kg đổ về thôi. Nhá. Hân Hạnh trên hồi nãy lấy xe nhỏ đúng không? Lấy ra chị xe 19kg lấy số 6. Hơi rộng xíu nhé. Hơi rộng xíu. Số 6 7. Dạ em trừ cho chị Hân Hạnh trên bộ số 6 này. Ôi số 7 không chị ơi. À đây cho chị Hân Hạnh trên. Còn lại chị Ti Ti là hết. Hân Hạnh trên rồi. Dạ. Còn lại chị Ti Ti nữa là hết. Ti Ti nữa là hết. Không giấu. Hân Hạnh trên không giấu. Còn bộ này xây to để cho chị TT luôn nè. Bộ này xây to cho chị TT luôn. Rồi ok, bốn bộ chị TT. Rồi ok nhé. Rồi nó cứ lẻ tẻ đây. Chị em mình chờ xây đại thì lên cái mã này. Em sẽ lên chị em mình mã này. Xây đại nhé. Xây đại, xây đại, xây đại. Mà em nói nè, nó to là to giả mang luôn. Tình Ngô vẫn mang được. Tình Ngô vẫn mang được. Nhưng mà bộ này hàng xịn lắm. Hàng này chị em mình có đi mua cho con là rơi vào tầm rơi vào 150, 180 đổ lây nha, 150, 180 độ lên. Cái này nó sẽ không có dòng hàng rẻ như chị em mình nhé. Trời mới ăn xong rồi nhá, lên luôn dùng mã đại. Cái này cho mình sẽ cắt màu đi xong kìa. Trong này này còn mấy màu này. Lên mã đại kèm luôn dùng nguyên cái số ký là ok nè, nó to lắm. To lắm luôn, lên luôn dùng mã đại. Cái này em bóc size sao đi, chứ em vừa lai em vừa bóc size nó mất thời gian lắm. Thề. Mất thời gian không, không lên được nhiều mã. Cái này không phải, cái này là bộ thể thao nãy lên rồi. Rồi lên luôn dùng mã tặng bộ size đại luôn dùng nguyên nhé. Ờ cái này đi cho bà xã lên luôn, xeo cái này. Cái này còn lại sẽ cho xe luôn. Cái này lên mã size đại luôn dùng nguyên nhé. Còn từng này màu à. Màu xám, màu xanh đen nữa. Nhớ còn xanh đen mà ta. Rồi lên mã bộ size đại luôn dùng nguyên. Nó bự lắm. 6, Tình Ngô 62kg mang vừa con này là chị em mình biết. 62kg mang vừa, cái này phải là ít nhất phải là 40kg đổ lên. Ờ. 40kg đổ lên, đây màu này nè. Màu cam. Nha, 40kg đổ lên, 62kg đổ về. Không, chốt con trai à, không, nó bụng nó to, dài quá lắm. Chốt đi 55kg đi. 40kg đổ lên đây chị em mình nhìn nè. Cái bộ này là Tình Ngô mang còn rộng đây nè. Cái áo mang còn rộng Tình Ngô 62kg. Nhưng mà được cái là người lớn thì cao hơn. Em nói là hàng này là phải rơi vào 150, 180 mới có bộ này. Nha, kèm màu luôn như thế này cho chị em mình chọn màu luôn nè. Màu cam nè. Màu xám và màu xanh. Màu xanh đấy đó bạn. Đó. Cam, xám và xanh. Hai màu xanh nhé. Xanh coban và xanh đậm. Xanh coban và xanh đậm. Chị em mình lên luôn dùng cho chị em mình chọn màu. Bốn tông màu nhé, lên mã đại. Không, cái này từ phải 40kg độ lên. Và 55, gần 60kg độ về. Không có size nhỏ hơn như chị em mình nói. Chờ em xíu nhé. Cái này em đi luôn chị em mình bao nhiêu tiền mà 119k đi. 119.000. Đồ người lớn xíu em lên sao chị ơi. 119.000 con nào luôn. Trời ơi. Vải nó đã, nó nói chị em mình nhìn nè. Riêng cái áo không giá trị rồi nè. Hàng này hàng xịn sò luôn. Lên mã này.
Có bé gái chứ chị, nhưng mà ít lắm. Bé gái từ từ, bé gái chủ yếu còn size nhỏ. Lên mã đại kèm màu luôn, dùng nguyên kèm luôn, dùng nguyên số ký. Đại kèm màu kèm số ký, mình có màu cam, màu xám, màu xanh coban và màu xanh đậm, 4 tông màu nhé, 4 tông màu thôi. Và đi luôn kệ mình, con này giá 119.000. Vải đã lắm luôn ấy. Nhận hàng những cái bộ này về chị em mình bao sướng luôn nha. Chúc lên luôn dùng mã này là mã đại, kèm luôn dùng nguyên số ký. Chị ơi, lên cho em số ký đi. Lên số ký đúng. Toàn bộ chị nha. Em mình lên số ký dùng nguyên nhé, kèm màu luôn dùng nguyên. Màu gì cũng được, 38 gì thủy tạ này. 49 ký cho chị bé ba này. Cho chị Thịnh Hoa Nguyễn này. Thịnh Hoa Nguyễn này. Chị Hoàng Ngân không chọn màu à? Chọn màu đi chứ. Chọn màu đi chứ. Cho chị em mình chọn màu đấy, chọn màu luôn đi, còn không màu nào cũng được. Thì là báo luôn để em biết nhé. Chị Hoàng Ngân cũng như thế, chị Lê Yến Xuân cũng như thế. Cao chị Lương Cửu này. Cho chị Hiếu Dương nữa, ok này. Ok nhé. Cam và xanh lên cùng lên trên một dòng, kèm số ký luôn dùng cho chị Hồ Liên, 41 ký cam này. Cho chị Hoài Ngân, ok này. Xanh coban cho chị Lương Cửu này. Cho chị Sương Tú, ok chị Sương Tú này. Thì Diêm Hải Nguyễn này. Ok chị Lưu Lê à. Lên cả địa chỉ trên line luôn dùm em nhé. Chị Lê Yến Xuân, từ từ. Chị Lê Yến Xuân ơi, lên thông tin cho em, chị Lê Yến Xuân ơi. 38 chị Lê Thị Bích Ái. Đại 37 mặt hơi rộng xíu. Hơi rộng xíu. Chị Đỗ Huỳnh cứ lên trên một dòng cho em là đại kèm màu và kèm số ký luôn trên line luôn dùng nguyên là được nhé. Cho chị Hiếu Hoàng, ok nè. Bộ bé gái từ từ chờ em xíu. Ngọc Khoa Hình 45 ký xanh coban, ok nè. Rồi nhé. Cho chị Hồ Liên có rồi nè. Cho cô Hương hai bộ nè, ok cô Hương nè. Ok chị Sương Tố, chị bé ba. Ok chị bé ba có nè. Chị Đỗ Huỳnh ơi, lên lại dùm em là đại kèm màu và kèm số ký, nó khỏi bị nhầm nhé chị nhé. Nha chứ chị cứ lên rời rạc cứ lên trên màu ở dưới số ký em không in bill được. Cái này á để đỡ mất thời gian là em cứ in bill ngày mai em soạn cho nó nhanh. Nha, có cái nào chị nào lên trước có size em soạn. Hàng này hàng size bự, hàng này size 6 mấy chị em mình để ý mà chỗ nào nó rẻ. Rẻ là người ta bán cho chị em 150.000. Còn đắt người ta bán cho chị em 180.000 một bộ hàng size này. Nha. Ok chị Đỗ Huỳnh, chị em mình cứ lên trong nguyên cùng một dòng. Để nguyên in bill chị em mình lên rời rạc ở trên màu, ở dưới số ký không có ấy được nhé, được chưa? Ok chị Văn Lê Thị luôn, ok chị Hồ Ly rồi nhá. Lên luôn dùng nguyên, em lên lại các màu luôn, xanh đậm này. Chị em mình nhìn hàng nét nàng nạc luôn, hàng này hàng công ty đấy, hàng này ít có hàng, ít có hàng cho chị Thu Hà luôn. Hàng con hàng size to từ 40 độ lên đến 55 độ về chút 55 cho nó thông thoảng. Tóm lại là tình ngô vẫn mang rộng, tình ngô vẫn mang rộng, nhưng mà em chốt đến từng nớ cho bé mang thông thả vì nó thấp, con nít nó thấp. Màu cam nó cũng đẹp, màu cam sáng lắm, màu cam này. Nha, chốt mỗi màu một bộ. Hàng này mấy khi có mà có giá này, cái này em đi là 119.000 à. 119.000 chị em mình cứ dạo những cái bộ size đại mà size 60 kg này là toàn 150-160 hết á, 150-180. 20 kg lấy cái size khác chị ơi. Cái này có dòng xoay nhí hơn nè. Nó rẻ hơn 10.000 nha. Dòng xoay nhí hơn rẻ hơn 10.000 phía em lên sau. Cũng từng này màu. Dòng xoay nhí cũng từng này màu, 100 nhí hơn thôi. Dần dần xoay xoay tầm 37 kg đổ về á. Tầm 37 kg đổ về á, tầm 20 đổ lên 37 kg đổ về là em đi luôn chị em mình những cái bộ này là 100. Hồi nãy mình đi 119k đúng không? Lên 109.000 nha. Cũng y những cái bộ này. Mà hàng này là hàng xịn, dòng này dòng xịn rồi. Đấy, nha chị nào chưa có thì lên luôn dùng đi. Nó sẽ cũng có size tầm từ cho bé nhà mình từ 20 đổ lên đến 37 đổ về là 109.000 bộ. Còn nếu dễ mình mua cho nó thường thường thì mua những cái bộ tiền chụp này cũng được nè. Đấy, cái đó là do khách hỏi nhiều thôi. Cái này là chắc có tông dẻo. Con này chắc có tông dẻo nhé. Còn size bự thôi, nói chung là cái này cũng còn size đại thôi. Có tông dẻo toàn xây đại nha. Cái này thì chị em mình không chọn màu, lưu ý cái mã này chị em sẽ không chọn màu nha. Dòng này là có tông dẻo nhé, lên mã này là mã dẻo. Cái này thì mang cũng ok rồi, dòng này thì mang cũng ok rồi nha, mà toàn màu đẹp không nè, màu đẹp. Lên mã dẻo luôn dùng nguyên bộ vàng treo móc, từ từ có đầm bé 40 không có nhé. Cam 35 cho chị Bích Sương, Bích Sương coban 40 cho chị Phúc Nguyễn, ok chị Phúc Nguyễn luôn. Này, bộ này cũng xinh lắm chị em. Hả? Bộ nó là bộ 119.000 đó sao?
Bộ này thì chắc ok mà giá cũng rẻ, cái này dễ mang. Mua cho nó mấy bộ này đi combo 2 bộ đi chị em nhé. Đi combo 2 bộ, cái này em đi luôn chị em 39.000 một bộ. Không có size bự, cái này không có size bự. Này có size bự không ta? Cái này trong nó còn size bự không ta? Thôi chị em mình cứ lên cái này đi. Mọi cây maximum cái này đến 45 kg. 109 là 109 là cái bộ size nhỏ hơn. Bộ size nhỏ hơn. Bộ nó mà size nhỏ hơn. Thôi chị em mình lên mã này là mã dẻo, ông dùng cái này 39.000. Không nghe em kệ đó nghe. Cái này có màu nào em bóc màu đó nhé. Ok chị em mình lên mã dẻo luôn, dùng đây 39k. Nguyên thấy là cái này thì mang, nếu như mà cho nó mang nhà thì vẫn ok rồi. Những cái bộ này nó xịn sò hơn xíu. Mang cho nó đi chơi, mang cho nó đi cà phê, cà pháo nhẹ nhàng. Còn những cái bộ mặc nhà hoặc đi học, mua những cái bộ này cũng ok rồi nè. Mua những cái bộ này cũng ok rồi, 39.000 nhé. Lên mã này là mã dẻo, cái này nó có chiều màu đó. Dẻo kèm màu luôn, dùng em là ok nhé. Dẻo kèm màu, bộ này vẫn là hàng mềm, hàng thấm hút. Trẻ mình yên tâm, chắc cũng được. Chứ không phải hàng sổn sổn, hàng khô khô mà người ta đổ đóng đâu nhá, chắc ok. Nhưng mà giá nó rẻ dễ mang. Mua cho nó vài bộ, nó cho nó mang là ok, 39.000 nhá. Thật nhiều màu lắm nhá. Ba in mã dẻo, lên rõ mã cho em là dẻo kèm số ký luôn dùng nguyên nha. Lên rõ mã là dẻo kèm số ký. Mà trẻ mình nên mua hai, đi combo 2 bộ đi. Chút từ 2 bộ đi sạch, 39.000. 39.000 một bộ đi combo 2 bộ nhá. Dẻo kèm mà số ký luôn dùng nguyên nha chị em, mà nó toàn màu đẹp thôi mà. Toàn màu đẹp không à. Nha, lên mã dẻo là ok, chữ đơn giản nữa. Không có. Cái này size đến 45 kg. Size đến 45 kg, chị nào lấy dẻo lên dẻo luôn dùng là ok. Size đến 45 kg. Nha, em đi từ 2 bộ nha chị em, size đến 45 kg. 39.000 một bộ luôn. Đi từ 2 bộ nhé. Nhiều màu lắm. Nói chung là cái này quá nhiều màu luôn, không có lên, không có bóc ra hết được cho chị em, em mở tạm tạm thôi. Không chọn màu đâu, dẻo không chọn màu nhé. Ai ok thì lên. Dẻo này nó quá là nhiều màu, không chọn màu. Kèm số ký luôn dùng nguyên là ok nhé. Những cái bộ này cho nó mang nhà cũng được rồi, mang cho nó đi học cũng được rồi nhá. Lên luôn dùng nguyên mã này. Dẻo cho mấy đứa đi trẻ đi đổi. Dẻo kèm số ký luôn dùng nguyên là ok, không chọn màu nhé. Được chưa? Nhiều màu lắm, còn nhiều màu lắm. Em đi từ 2 bộ, cứ lên mã này là mã dẻo luôn dùng nguyên là ok. Rẻ quá em nói thật sự luôn nha. Chị em mình hỏi bộ bé nhiều quá chứ bác, bộ bé lẫn mệt lắm, nó cứ lẻ xẻ sai, lẻ tẻ sai, lẻ tẻ sai. Ok chưa, chị nào lấy dẻo lên dẻo luôn dùng nguyên, còn nhiều màu trong nó nữa mẹ không lên hết được nha. Cứ lên luôn dùng mã đúng hả, là dẻo kèm luôn dùng nguyên, cái số ký là ok nhé. Bộ dẻo kèm số ký luôn dùng nguyên, em đi luôn cho chị em mình là 39k luôn nha. Toàn màu đẹp, còn trong nó cũng mấy cọc mà toàn màu đẹp, màu đẹp không à. Đi chị em 39.000 một bộ nhé. Chút lên mã dẻo là ok. Những cái bộ này em thấy chắc cũng ok, là không phải là hàng quá xịn sò như những cái bộ kia, vì những cái bộ kia gấp mấy lần mà. Nhưng mà so với giá này thì nó quá rẻ, em thiệt luôn, so với giá này thì nó quá rẻ nhá. Chút lên luôn dùng mã dẻo 39k, kèm luôn dùng nguyên cái số ký là ok nhá. Dẻo hồi nãy giờ bé trai nhiều quá hề, đi sang mã bé gái nè nhá. Ai lấy cái này nữa lên luôn dùng mã dẻo, kèm luôn dùng nguyên số ký là ok nha chị em mình. Còn cái mã này từ nào chị nào chưa có cũng lên luôn. Những con này hồi nãy đi chị em mình cũng rẻ nè. Con này hồi nãy đi 35.000 không ta? Bộ thể thao bé hồi nãy đi 35.000 cũng rẻ nè. Xây bự không? Không chịu ấy. Cái này Nguyên có size gì thì Nguyên chốt size đó nhé. Chứ còn giờ mà chọn là bó tay. Chọn là bó tay luôn. Rồi. Bộ nè. Bộ này cũng toàn màu đẹp, nhưng mà thôi giờ không chọn màu cho nó nhanh. Cái giờ mà đi lựa màu cho chị em nó lâu quá, thấy khó khăn gì mà nó lâu quá chị em mà. Này toàn màu đẹp thôi, cái này toàn màu đẹp thôi, bộ này là toàn màu đẹp thôi. Bộ có tay nhá, nó cũng size cho bé nhà mình từ 20 đổ lên, 37 đổ về. Bé nào cao cao ốm ốm thì bon trang được đến 40 kg nha. Không chọn màu đâu chị ơi. Bộ thể thao thì cứ lên một bộ thể thao luôn dùng 35. Cái bộ đó là bộ thun lạnh ấy. Bộ đó là bộ thun lạnh. Nhưng mà chắc ok. So với cái giá 35.000 thì em thấy được. Em thấy rẻ. Em thấy giá đó rẻ đó. Bộ thể thao á, chắc của nó là dòng thun lạnh. Rồi ok nhé. Nhưng mà với cái giá đó thì mua 2 bộ 3 bộ để dành cho nó mang. Rồi cái này em lên cho mã này là mã có tay luôn dùng em kiểu mà nó. Cái này thì rất là ít nè. Cái này tầm 60 bộ nữa về nó là hết. Vì cái này em về em đóng hết. Hàng xây bự này khách rất ưng. Riêng hàng xây nhỏ thì hai còn chừng hàng. Chứ còn hàng xây to nè, chị trao lê luôn kìa sao. Trao lê luôn. Riêng cái hàng xây bé nó hai bị đứng hàng. Chứ còn xây to ít khi nào mà em thấy dư hàng ra lắm. Về đóng sỉ xong còn lay lẻ.
kiểu gì không biết chị em mình bỏ qua cái giai đoạn con nhỏ nhỏ hay răng mà ít thấy chị em mình chút chút con xây nhỏ vậy toàn xây ba mấy ký không ít xây nhỏ thấy ít lắm. Cái này em đi luôn cho chị em mình toàn xây bự thôi nhé. Cái này từ 20 độ lên 37 ký độ về. Cái này thôi giờ không chọn màu cho nó nhanh nhé. Không chọn màu cho nó nhanh nhé. Nè. Toàn bộ là xây bự. Đấy, chắc có tông tàu và túi hộp. Thôi không chọn màu, toàn màu đẹp như thế này nè. Chị em mình thấy không? Cái chị nào lên trước là có size trước nhé. Cho nó nhanh chứ giờ mà đi soạn từng màu chị em mình mất thời gian quá. Em đi luôn chị em mình bộ này. Lên mã có tay luôn, dùng nguyên kèm số ký từ 20 ký độ lên 37 ký độ về. Cái này tầm 60 bộ nữa là em hết hàng. Cái này về có 250 bộ là chị em mình biết. Có 200 bộ lên đúng mã là mã có tay luôn, dùng nguyên kèm. Có tay kèm số ký luôn, dùng nguyên nhé. Hồi nãy bộ sắc nách mình sale mấy ta? Lên mã có tay kèm số ký luôn, dùng nguyên nhé. Không có 40 ký. Cái này đến bộ có tay. Đi bằng sắc nách đi. Không có ít còn mấy chục bộ nữa không đáng kể. Hả? Thôi lên 79k luôn bằng bộ sắc nách luôn. Lên mã có tay kèm luôn, dùng cái số ký cái này. Không có. Thì bon trang chị ơi, cái này nếu như mà bộ sắc nách mà nếu như mà bé mình cao xíu là mang được. Cao xíu là mang được nhé. Rồi nhá, chị nào lấy mã có tay kèm luôn, dùng nguyên số ký là ok. Có tay kèm số ký em đi luôn chị bằng cái bộ luôn. Không đáng kể, còn 60-70 bộ không đáng kể nha. Trên nhà cũng 5.000 thôi. Ấy cũng ấy rồi nha, đi mã có tay luôn, dùng nguyên là ok nhé. Còn 60-70 bộ thôi, lên mã có tay. Toàn màu đẹp, em lên dơ sơ chị em mình. Chứ giờ mà em mở từng màu ra, em chốt từng cái lên like như những cái mã hồi nãy em thấy lâu quá, có thời gian quá, không lên được nhiều mã. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã có tay kèm luôn, dùng số cái toàn màu đẹp thôi. Nên là chị em cứ yên tâm, nguyên về màu là em lọc màu hết. Em lọc màu có cả Puma cũng như thế luôn. Đây này, màu xanh này. Màu xanh này, không có cái màu nào xấu, không có cái màu nào gọi là chói lói hết trơn ấy. Rồi nhá, còn màu đẹp thôi, màu xanh, màu vàng. Trung bình có rồi, có nghĩa nha, lên này. Mã này là mã có tay kèm luôn, dùng nguyên cái số ký là ok nha chị em mình thôi. Lên có tay kèm số ký, có tay kèm số ký. Em đi luôn chị em mình là 79.000. Còn màu này cũng đẹp nữa nè. Còn màu đẹp thôi. Không chọn màu nè. Cái này không chọn màu đi cho nó nhanh nha chị em mình thôi. Có tay kèm số ký luôn, dùng nguyên là ok nha chị em mình thôi, đẹp lắm. Từ 20kg đổ lên đến 37kg. Bé nào mà gọi là cao ốm thì nó con trang được đến 40kg. Đứa nào mà bé nào mà cao cao ốm ốm lên mã có tay luôn, dùng nguyên kèm số ký. Chị nào lên trước là có sai trước nhé. Cái này em không đọc tên hết, tại vì sợ cứ đọc tên mất công rồi ngày mai kêu là đến lúc chốt đơn kêu là hồi tối đò nguyên nó đọc tên rồi sao giờ chốt đơn không có. Thì là em cứ chị nào lên trước soạn trước nhé. Không chọn màu thì không chọn màu nhé chị em, mà nó toàn màu đẹp thôi. Yên tâm luôn, dùng nguyên của nó là túi hộp này. Em đi luôn chị em mình là 79.000 một bộ luôn, đẹp chưa. Đây cái bộ trên đằng sau, đây cái bộ trên đằng sau đấy. Đấy, chị nào lấy mã này lên mã có tay luôn, dùng nguyên kèm luôn, dùng số ký có 60-70 bộ thôi, gần 70 bộ xíu. Đấy, chị nào lấy thì lên nha, từ 20kg đổ lên và đến 37kg đổ về là chốt ok. Đứa nào cao ốm thì lên được 40kg. Học bài đi, viết bài cho mẹ đi, viết bài cho mẹ đi, không bị đánh giờ. Rồi ok nhá, lên mã có tay. Sắc nách còn ấy, sắc nách em cũng đi 79.000 hết. Cô nói rằng cô nói tiền kia. Chị trả lời đi, đi điện thoại chắc là đi học. Chắc là đi học. Hai chị Huyền Kim nó cũng ít chứ không được mấy bộ đâu. Toàn mã đẹp không á, em nói thật sự luôn mà nó có ít quá. Chuyện mai có rồi nha. Chắc là 60. Sẽ đang mang à, còn ít xíu nữa em sale sao. Xíu nữa em sale sao nhé, đẹp lắm. Mấy cái bộ này đẹp lắm, chị em mình mua đi. Em nói thật sự mấy khi có cái hàng xây bự. Thế cô trả lời ta, tức là đi học rồi chứ bình thường hết thứ nhật, bình thường hết thứ bảy cũng đi học. Nhưng mà sao 35 cái lấy bộ sắc nách ok. Nguyễn Lành sợ in chưa? Nguyễn cứ in thôi, tại vì có 60-70 bộ nhưng mà trong đó chị em mình biết là một ri thì cũng có một bộ xây bự chứ mấy. Nên là chị nào lên trước là chốt trước thôi. Đây này, sát nách thì chị em cứ lên sát nách các mã như nhau đi. Sát nách tiện còn thì em bóc còn hết thôi nha. Lưu ý là sát nách còn bóc hết thôi. Dẻo luôn, dẻo và bỏ riêng dẻo của chị Thịnh Hoa Nguyễn 45kg. Sát nách đây chị em cũng đi chị em 79.000 đủ các màu. Sát nách cũng đi 79k đủ các màu nhé. Nè, cưng lắm luôn.
Ok. Cảm ảnh có tay nè. Lên mã sát nách luôn dùng đi. Sát nách là 79k. Cho chị xem từ từ. Sát nách đó. Cho cái xem bộ 100k là gì chờ. 100k bột đào á. Cái này chị em mình không chọn màu cho nó dễ. Nha. Chị em mình lên sát nách hoặc có tay không chọn màu cho nó dễ nha chị em mình ơi. Chứ giờ em đi em lọc ra nó lâu quá. Nó mất thời gian chị em mình cứ chờ chờ nhiều khi là chị em mình nản luôn. Việc mình cứ lên comment mà không có. Lên mã sát nách, cái này ba in cả sát nách còn có tay đi. 39.000 nhá. 39 ô lộn lộn lộn. 79.000 cho chị Ái Nga này. Cái này em cứ in bill ra rồi ngày mai còn sai thì em bóc. Nhá. Lên mã sát nách hoặc là có tay luôn dùng nguyên là ok. Em đi đồng 79 cao luôn cho nó dễ, không chọn màu đi chị em mình. Toàn màu đẹp thôi, chị nào ok thì lên. Ok thì lên, em lọc, em về toàn màu đẹp nên chị em mình cứ yên tâm. Nha, lên mã sát nách hoặc là có tay. Còn sai thì em bóc mà hết sai thôi nhé, em nói trước trên like nhé. Nói trước trên like, cả sát nách, cả có tay được vài trăm bộ thôi, không có nhiều. Không có nhiều nhé, có cả Buma nè, có đáp từ nãy em lên hết trên like rồi. Buma nè, rồi còn mã Buma này nữa thôi. Còn mã Buma nữa thôi, nha. Rồi ok, chị nào lấy sát nách lên sát nách luôn vậy. Đẹp mà, rẻ mà, mua đi. Không mấy khi em có hàng này chị em mà nói. Lâu lắm em nói, thật sự em chờ lâu lắm mới có một lô hàng bé đẹp vậy á. Lô hàng bé đẹp lâu lâu mới có một đợt hàng. Cái mã đại hồi nãy có cả màu vàng này cũng đẹp quá nè. Chị em mình lên mã sát nách hoặc mã có tay đi, lên rõ mã luôn dùng là ok đó. Đây nè. Bộ màu nãy bộ máy tăng à, bộ 119.000 của, phải không? 119.000 của bé trai á. Có cả màu này nữa nè. Đấy, hàng size đại hồi nãy á, size từ 40 độ lên và tới 55, 56 cái độ về á, là có cả màu vàng này nè. Đẹp lắm. Hồi nãy chưa lên màu vàng đúng không? Này chị em mình nhìn nó nét ngàn nẹt từ đường kia mũi chỉ luôn nè. Cầm cái bộ đồ nó giá trị cái bộ đồ luôn 119.000 cái bộ này. Giá trị cái bộ đồ 119.000 luôn. Nha, cái hàng này hàng shop là 180.000 mới ra cái bộ size đại như thế này. Nhá, chị nào thích cái này lên mã đại luôn dùng đại vàng kèm luôn dùng nguyên cái số ký. Từ 40 ký độ lên, đại vàng nha. Lên mã đại vàng kèm luôn dùng nguyên cái số ký. Đại vàng kèm số ký là 119.000. Chị em mình cứ thử như cái bộ nào toàn bộ mình sẽ đại mua. Đại là đầu tiên nè, ờ, trước nè. Bộ đại 119.000 đi. Sẽ mua với giá là 180.000, 150.000. Không có giá rẻ chị em mình ơi. Nha. Chị nào thích cái này lên luôn cho mã đại vàng kèm luôn dùng cái số ký. Từ 40 độ lên, 40 độ lên 55, 57 ký độ về là chỗ ok nha. Lên mã đại vàng có cả màu này nữa. Đấy, chị nào lấy mã đại vàng lên đại vàng luôn dùng nguyên nhé. Đại vàng kèm số ký luôn dùng nguyên 119.000. Cái này thì là shop toàn bán giá cao, không có giá rẻ đâu. Chị em mình yên tâm, em không có nói deal đâu. Cái nào hàng đẹp hàng xịn em báo hàng đẹp hàng xịn. Hàng nào chắc vừa ok, giá ok thì em cũng báo. Like rõ ràng luôn. Nên là chị em cứ yên tâm mà đặt hàng thôi nhá. Đó, chắc đẹp lắm. Rồi ok nhé, em qua nhé. Em sẽ lên luôn chị em mình cái mã này. Cái này còn lẻ tải cho bé em sẽ xem luôn. Còn sót được à, mấy cái váy bé hồi nãy mới vừa lo cho xong. Mấy cái váy bé hình như tay. Nha, nó là hàng này sót hàng. Cái hàng này là hàng sót thôi. Em xem nó luôn cho chị em mình luôn. Hình dài tay nhé. Chị em mình có thể mua cho nó những cái bộ này thì nó mang gì chị em đúng không? Mang làm điều hòa. Thầy này thích mua, cái này sót được mấy bộ. Con này mua về cho nó nằm điều hòa, đại vàng kìa sao. Thầy Phan Tiết Sương, cho chị Ngọc Hạnh, Ngọc Hoa Huỳnh, cho chị Vũ Xuân. Kèm luôn dùng cái số ký, chị em không lên số ký, không biết đường chốt luôn ấy. Hàng có sai số hết. Nha, chị nào lấy đại vàng lên đại vàng. Rồi nhá, tiếp luôn dùng đi. À, hồi nãy em sẽ đinh mấy cái bộ chữ nổi trong đó chứ, còn sót mấy bộ chữ nổi cho bé. Ngay chỗ đường luôn kìa. Ngay chỗ đường luôn, bỏ ra cho phải lên. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Cái này hàng kit mua, hàng này em đang sale 89.000 một bộ nhé. Bộ này bộ tiểu thư chị em mình thể mua về. Nó trong trời này cũng mang cho nó được nè. Trời kiểu gì mà mùa hè mà đi ra đường nó lạnh. Cái này size gì trời. Size 18kg. Đại vàng chị Dung Dương Thị Phương rồi. Rồi để đó cho sao. Còn mấy bộ này size nhí nhí rớt lại nè. Em sale luôn chị em mình luôn. Cái này có 1 bộ thôi. Em sale luôn chị em mình bộ này giá là hàng này hàng 89 của nhà nguyên hàng kit moon nhá. Size này là size cho bé nhà mình 18kg, 20kg độ về là mang ok. Hàng này hàng kit moon nha chị em mình ơi. Em sale luôn chị em mình bộ này 59k luôn. Bộ đại 57kg, hai bộ hai màu Trần Kim Anh luôn sao chị. Trần Kim Anh.
Bộ này em sale luôn chị, em 59k hàng 165.000. Hàng này 165.000. Size 18 đến 20 kg là mang ok. Bộ này hàng kết mua nhé, bộ dài tay. Bộ này dạng bộ tiểu thư nha, sale luôn chị em. Bộ này giá 59.000 một bộ nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên, cho nó nằm nằm điều hòa thì nó mang những cái bộ này cũng ok chứ chị em mà nó nhá. Bộ dài, bộ tiểu thư xanh, size 18 đến 20 là ok chứ chị em mà nó tiểu thư xanh luôn dùng nguyên là được. Còn lẽ lại rất là mấy bộ thôi này. 18 20 sale 59.000 những cái bộ này cưng lắm. Vàng là có tay đúng không? Có tay. À, từ từ. Đại bộ xe đại không có tay, bộ xe đại toàn sắc nách thôi. Cho chị Dung Dương Thị Phương này. 59 cao luôn. Ok nhá. Ok Dung Dương Thị Phương còn sót được mấy bộ hàng này, hàng 100 mấy một cái. Xe này xe 16 còn cái. Thêm một bộ đại vàng cho chị Duyên Hải Nguyễn. Đây con bộ cưng lắm. Hàng này hàng kit môn nhá. Xe 16 cái con bộ này. Cái này lại lại bộ nữa này, 59k thôi. Ai lấy cái này phát nhanh thì chị em không? Size 17 kiên con bộ nha. Chị nào lấy cái này lên. Sao bên đi chị em mình ít bộ bé gái chứ nãy giờ không đi bộ bé gái. Rồi cái này còn mấy cái váy sale nó 59k luôn. Váy bé nhá, size 16 cái cưng lắm, những cái này hàng 89k đúng không? Toàn bộ hàng này hàng 89k hết chứ đâu có dòng hàng rẻ đâu. Nha, lên mã váy bé size 16 kg là ok, váy 16 này. Còn mấy cái? Váy 18 này. Váy 16, váy 18 này. Và váy size tiểu thư 17 kg. 17 kg có và 22 kg. Ở đâu bên này không thấy ta? Không thấy comment ta? Ừ, đây nè, ok nè, 59k thôi sao? 59k thôi. Rồi lên mã váy luôn dùng bên này là không nhảy comment nữa rồi đó. Rồi lên luôn chung mã này là mã váy cho bà sẽ mượn cái điện thoại đi. Váy kèm số ký luôn dùng đi. Váy đúng không hay là gì? Váy Dương Nguyệt. Đây nè, váy 18 này. Rồi nè, váy đến 22. Dung Dương Thị Phương lấy thêm cho chị một bộ đại màu khác nữa. Ok chị Dung Dương Thị Phương im đi. Dung Dương Thị Phương em lên luôn cho chị em mình con này với giá là 59 cao luôn. Hoàng sale 89.000 đó chị em mình. Cho nó bay luôn. Như Nguyệt 18 với 22 luôn à. 22 khác nè, 22 khác, 18 khác nhé. Và cái này 16kg còn được 2 con. Size 16kg còn một cái. Và size 22kg còn một cái. Hàng này hàng trăm mấy nghìn cái nhá. Cho bà sống mượn cái điện thoại đi. Cái điện thoại như vậy nha, chị nào lấy hai cái này lên luôn dùng nguyên nhé. 22, cứ 22. 22 là khác nha. Lên rõ cho em nha, 18 chị cũng chốt, 22 chị cũng chốt là đuối luôn ấy. 22 nè. Còn 18. Rồi lộn hàng nó còn 18 thôi. Còn 18. 17 chị Hồ Liên có chưa? 10 cái không có chị ơi. Không có. Không có nhé. 16 chị Hiền Hồ. 59.000 luôn. Trời ơi, rẻ. Hiền Hồ. Ừ. Bộ sắc nách 79 3 bộ. Ok chị Thảo Nguyễn. Đây chị Hiền Hồ size 16 ký này sao? Rồi còn cái 18 nữa là hết. Còn một cái 18 nữa là hết. Rồi có cái hồng này. 19 ký không? Cái này 16 ký hồng luôn. 16 ký hồng luôn, chị nào lấy 16 ký hồng lên 16 ký hồng. Em đi luôn cho chị em mình là 59k cho nó sạch kho. 59k cho nó sạch kho nhé. Ui những cái mã này thì cưng lắm chị em ơi này. Bộ này một cốt tông tàu, em còn sót mấy bộ. Hồng cho chị An An Bùi này sao? Hồng cho chị An An Bùi. Hồng nè. Hồng đây nè. Hồng chị An An Bùi. Cái này em còn mấy bộ thôi, được sót được 2 bộ xem nè. Cô tay chưa? 26kg độ về. Cái này có 2 bộ thôi. 26kg độ về là chú ok nhá. Cái này được 2 bộ thôi nè. Cưng, cái bộ này em sale luôn trẻ mà nó là. Bộ này đang sale mấy tiền ta? 79 gì nè. 75k đi. 75k nhé, lên mã gấu hồng. Size 25 26 cái độ về là chỗ ok. Cho chị An An Bùi bộ còn bộ nữa nè. 75k nhé chị em mình nhé. Còn một bộ, bộ này cơ. 75k nhé, bộ là bộ toàn bộ có tông tàu hết. Còn một bộ thôi, chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng nguyên. Em đi luôn chị em mình 75k. Này, phía sau của nó này nhìn cưng chưa? Lên mã gấu hồng size 25 26 cái độ ok nhé. Còn được một bộ nha chị em mà nó. Nha chị nào lấy gấu lên gấu luôn dùng nguyên, cái này là lẻ tải sai ra rồi. Đấy, lên mã gấu. À, bộ thể thao cho chị Lưu Lê. Ok chị Lưu Lê. Rồi nha, ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Em xem luôn cho chị em mình luôn. Gấu hồng cho chị Diệu Đỗ lên cả địa chỉ trên live cho em chị Diệu Đỗ ơi. Lên cả địa chỉ trên live luôn dùng nguyên nhá. Cái bộ này sai cho bé nhà mình 18 đến 20 kg. Ba bộ này từ 18 đến 20 kg chị em mình. Cho chị Diệu Đỗ này đi với sao? Diệu Đỗ này. Gấu này từ 75k. Gấu này từ 17
đến Âu Quỳnh Lộ từ 18 đến 22 kg đang được 3 bộ thôi. Gấu 18 22 kg 3 bộ thôi nhá. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng em. Có 3 bộ mà giá này rẻ. Chắc toàn bộ chất có tông tàu như vậy mà nói. Đi luôn chị em mình 75k. Bộ này chắc đuổi tơ nha chị ơi. Nha. Đó chị Hồng Thủy bộ này. Hồng Thủy bộ này. Hồng Thủy bộ này 79k. Cái này chị TT này. TT này. Đây 79 nha. À quên lộn, 75k sorry, 75k thôi chị em nhé. Cái gì TT này. Ok này. Dài này em xem nó luôn chị em, 59k phát lại mấy bộ này. Bởi sẽ qua phía này. Bé trai em đang xem. Bé trai có ít qua, em sẽ qua bên đây đi. Lặt mấy cái bộ dài này còn lại, tại cái này em xem luôn chị em mà nót luôn. Rồi 59k. Bộ dài là cái bộ dai dai này nè. Còn mấy bộ sót đâu nè. Cưng chưa, còn sót được bộ này. Size này dành cho bé nhà mình 10kg. Đây 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 đây, 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 đây. Cái y cọc nó luôn cho xả đi. Nha, lên mãi mãi dài luôn dùng nguyên 10kg. Cái này em đi luôn chị em size 59 cao luôn. Ok gì dịu đổ. Bé trai có chứ, còn chứ. Còn còn bé trai. Nè, size 10kg cái này cưng lắm nè. Mà cái này trai gái gì mang cũng được hết. Lên mãi dài 10kg, size 59 cao. Còn bộ là chắc của nó chắc có tông tàu nhá. Dài 10kg nè. Dài 12kg nè. Nha, chị nào lấy dài lên dài luôn dùng nguyên. Và em lên luôn chị em mình bộ này với giá là 59.000 thôi nha. Chị nào lấy dây lên dây luôn dùng nguyên, còn được 2 bộ dây vàng này nữa nè. Dây vàng 12kg cái này có 2. Xinh lắm vậy mình. 59.000 thôi. Dây này toàn dây thiệt nha. 12kg đổ về 59 cao luôn nha. Chị nào lấy cái này lên mãi dây vàng 12kg đổ về cái này được 2. Xinh. Toàn có tông tàu hết, được 2 bộ thôi. Nhá, chị nào lấy dây vàng, comment lên dây vàng là được. Ừ. 79k nhá chị Hà Lê ơi. 79k, chị nào lấy dây vàng, dây xanh lên luôn dùng đi. Sắc nét đằng sau. Sắc nét đằng sau. Rồi ok, chị nào lấy cái mã dây nữa lên dây luôn dùng đi. Còn mấy bộ dây đó. Rồi cho bà xả cái bộ gấu vàng này, bé trai bé gái gì mang cũng được hết. Riêng cái màu này bé trai bé gái gì mang cũng được hết. Size 22 đổ về, 24 đổ về. Có 2 bộ size 22, 3 bộ size 24. Mã này em đi luôn chị em mình là 75 cao luôn. Riêng cái mã gấu vàng này bé trai bé gái gì mà cũng được hết chị em mình nhé. Này, xinh chưa? Lên mã gấu vàng. Mơ luôn cái bộ, cái bao hàng tiếp mua nó còn size xuyên nhí nhí. Bỏ lên bán tặng hết luôn đi, cho nó đứt mã size nhí luôn. Này, lên mã gấu vàng. Đây trong ngồi, bao ngồi này rồi sao? Sao ơi, ngồi này rồi. Lên mã gấu vàng, bé trai bé gái gì mang cũng được, 2 bộ size 2 và 3 bộ size 4. Nguyên đọc số ký toàn bộ là số ký quay đầu nhé, 75.000 bộ này luôn. Chị nào lấy gấu vàng, lên gấu vàng. Bộ xám phía sau có size hết, chị 22 cho chị Bảo Ngân Thái này. 22 chị Bảo Ngân Thái này. Chị TT lấy 2 bộ hay là sao chị ơi? Lấy 2 bộ, 1 bộ 22, 1 bộ 24 hay sao? Phải em không? 1 bộ 22, 1 bộ 24 đúng không? Cho chị Bảo Ngân Thái, đặt ở ngon đây rồi sao này? Đây ở ngon nên trong trong góc ấy, trong góc đồ bé. Cái này chị Bảo Ngân Thái này. Bảo Ngân Thái bộ này sẵn. Bảo Ngân Thái bộ rồi cho lên đây luôn, bỏ xíu mà bỏ ra bán tặng luôn nè. Hàng kiếp muôn còn mấy bộ. Đây còn một bao này xay nhí 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 nữa thôi. Còn là còn sót là bộ xay nhí xíu em xem. 75.000. 75.000. Rồi hai bộ này. Trai 17 kg hả chị? Trai 17 kg xíu nữa lên xe hàng xay nhí. Để em xíu xíu. Còn hai bộ này size 24 thôi. Chị nào lấy hai bộ size 24 lên 24 luôn dùng nguyên nhé. Gấu vàng 17kg hết rồi. Còn 24 cái đổ về thôi. Nha, còn 24 cái đổ về thôi. Còn hai bộ nữa thôi là hết này. Chị nào lấy gấu vàng lên gấu vàng. Bộ này bộ chất có tông tàu và màu này. Những cái màu này bé trai mang được, bé gái mang được nhé. Còn hai bộ thôi, 24 đổ về. Tiêu luôn cho dễ mình là 75k. Nha, được hai bộ, chị nào lấy mã này lên luôn dùng nguyên. 75k nhé chị em mình nhé. Cái này còn bộ này. Này còn hai bộ. Bộ này cưng này, bộ này hàng 85k này. Bộ này hàng 85 này. Size 2. Lên mã gấu đỏ cái này size 2 kg nhé. Em đi luôn chị em mình 75 cao luôn. Lên mã gấu đỏ dùng nguyên một bộ này. Xíu nữa còn bộ xíu mấy bộ hàng kit buôn xe nhí là bỏ xuống cho xả luôn. Đây là sao? Mấy cái bộ treo trên móc này bỏ xuống luôn đi.
theo luôn cho nó sạch, chứ đoạn treo lên nó dính miếng bụi. Bên chiều phụ màu hồng, bỏ xuống mắt cạnh. Rớt áo, rớt quần thì bỏ hết xe luôn. Cái này hai bộ sai hạ, ôi cái này. Cái này trừ cho thị miếng đi nè. Trừ cái bộ này cho thị miếng. Không có được cái gì hết. Xấu đồ thôi. Còn một bộ nữa là hết nè. Chị nào lấy cái này lên dùng nguyên nhất. Đây nè, mấy cái bộ này em bỏ ra bán tặng luôn. Hàng này hàng treo nên có cái nó sẽ bụi xíu nhất chẹo mà nó. Có cái nó sẽ bụi xíu nhất. Đây nè, cho con bộ đồ kìa. Nhìn xinh không? Đây nè. Đó. Đó, dưới đất nè. Đó. Gấu xinh lắm. Nhìn xinh không? Wow, có xinh không? Sao? Không ý kiến. Cái này em bỏ ra em bán tặng luôn kìa mình luôn. Size này dành cho bé nhà mình là 16kg đổ về. Hàng này hàng treo móc nên là hơi bụi xíu nhá. Em bán tặng luôn 40.000 luôn. Hàng này hàng 85.000 đúng không? Chị em mình đang mua 85.000. Size 16, đây chị em 40 cao luôn. Hàng kit moon nhá. Size 16, size 40. Hàng này là hàng treo nha chị em mình ơi. Hàng treo mẫu á. Nên là sợ để lau nó bụi á. Em bỏ xuống em sale nó luôn chị em mình luôn. Cái này lên, cái này không biết còn cái quần ở đâu. Size 14kg, lên mã tặng bé luôn dùng nguyên. Cái này có cái áo không? Lên mã tặng bé luôn dùng nguyên không đồng. Không đồng nha, rớt cái áo đâu rồi. Cái này cũng rớt cái áo đâu rồi kìa. Cái này có hai bộ size 15, 16 đi 40k luôn. 40 cho chị Hang Trần. Hang Trần. Cái này cho Phạm Hương. Cái này cho Phạm Hương. Rồi size 16 lên mã cô gái 16 đi 40k luôn. Nó rẻ cực kỳ, hàng này hàng 85.000 em sale rồi đó. Hàng là 189.000 một bộ mà. Cái này là hàng em treo móc em sợ để lau nó bụi á. Nên bỏ xuống sale luôn cho dễ mình luôn. Size 10 à. Size 16. Cái này lên mã cô gái size 16 40.000 luôn. Hàng này toàn hàng công ty nhé chị em mình ơi. Cô gái cho chị Hăng Trần luôn. Hăng Trần lên thông tin trên like cho em đi chị ạ. Lên thông tin trên like cho em nhé. Bộ này size là 40 luôn. 40 luôn. Size 12 kg. Size 12 kg lên mã 40 luôn. Chị Hăng Trần lên thông tin trên like cho em đi nha. Lên cả địa chỉ cả số điện thoại trên like luôn nha. Lên cả địa chỉ trên like cho em nhé. Cái này size 12. Bộ này size 12 và em đi luôn cho chị em mình là 40k luôn. Cũng rẻ cực kỳ luôn nè. 40k nốt luôn. Hết mã cô gái rồi. Nha. Chị nào lấy cái này lên mã 12. 12 chị Khánh Đức. Cái này kiểu gì nó còn cái áo không có cái quần đâu. Cái này là hàng 12 em hết rồi. Rồi. Con này chắc của nó là chắc có tông tàu. Cái này em đi một cặp à. Này không được đi cặp. Cái này dành cho bé nhà mình 32kg đổ về dòng xịn luôn. Hàng này em đang xe dễ mình 59k con. Cái này em đi chị mình 35k. Lên địa chỉ đi chị Hăng Trần, có số điện thoại rồi. Có số điện thoại rồi. Xe 32kg đổ về. Cái này em đi chị mình 35k luôn. Chắc đẹp. Hàng may kẹp, hàng may xịn hết đấy. Nhìn hàng luôn dùng nguyên. Lên mã trắng này 32kg đổ về nhá. Xe 39.000 con nào luôn. Vàng này 35kg đổ về, xe 39k luôn. Chị Khánh Đức có rồi chị ơi. Khánh Đức có rồi nha. Chị Khánh Đức là có rồi đấy. Trắng chị Vũ Xuân. Còn vàng nhé. Con vàng xe 35, 39k luôn đi. Hàng này hàng rất mẫu lại thôi. 35k. Anh đi cho nó sạch nó gọn. Còn vàng chị nào lấy vàng lên vàng. Bộ gấu này cưng. 23kg không vừa chị ơi. Bộ gấu này cưng. Cái này cho chị Thủy Thủy khác vàng này. 39 giờ Thủy Thủy khác này. Cái này em có một thôi. Size 16kg. Bộ gấu vàng size 16. Cái này em xe chị em 69k luôn đi. Hàng 89k đây nè. Bé trai chị ơi. Nhưng mà hết rồi, khách chút rồi. Lên mã gấu vàng. Con này size 16. Ok nhá. Gấu chị An An Bùi 69k cái bộ này luôn. An An Bùi 69k. Cái này toàn bộ là hàng xe nhí trong này không à. Bộ trai size 15. Bộ này hàng kit moon nhá, size 15. Cái này em size giảm 60k luôn. Size 15 nhá, vàng 35 hết rồi chị ơi. Hết rồi nha, cái này hàng lẻ tẻ rồi, thứ cái hàng cái thôi. Hàng kit moon nhá, bộ này size 15kg. Bộ này mà em đi giảm 60k chắc là không có ai bán rồi. Hàng 129.000 giá sale, size 15kg đổ về. Nha. Cầm cái bộ đồ này nó giá trị nè. Sale luôn chị em mình bộ này luôn.
Bộ sáu thì sao? Bộ này hàng xe đại chị. Bộ này hồi nãy em đi là từ 40kg đến 55-56kg này. Bộ này là 119.000. Nha, 119.000. Đồ em đang mang hả? Đồ em đang mang tầm 52 đổ về có sai. Bộ này, cái này cho chị Khánh Ly xe 60k này sao? Khánh Ly 60k luôn. Này bộ gấu này hồi nãy mình sale mấy ta? Bộ gấu này hồi nãy sale mấy ta? Sao 18kg nè? 59. Cái giờ cái này sao 59k được? Bộ hồng hồng nó không phải là cái nào. Phải. Không phải. Người ta chốt rồi chị ơi, bộ trai hết rồi chị ơi. Em cứ đọc mã chị nào lấy chốt thôi. Không có bé gái size to. Bé gái size to có cái mã hồi nãy em sale 109.000 đồng. Cho chị Phạm Phượng gấu 18 này. Cái này em sale mấy ta? 69k đi, không nhớ giá mà sale. Bộ này sale 109.000 luôn này. Phạm Phượng. Bộ bé gái này. Xe này xe 32kg, 35kg nhé. Cho chị thêm bộ đại. Bộ đại xám xe 40, 109 cho chị Hà Lê, ok. Rồi nha, lên luôn dùng cái này 109 cao luôn. Nhầm nhầm, bộ đại là 119.000 chứ. Sorry. Bộ nhỏ này là mới 109. Ừ. Rồi nha, lên mã vàng. Chị Phan Tiết Sương ơi, lên cho em gấu đỏ, gấu đỏ em hết rồi. Đây xúc tí. Anh, gấu đỏ 18kg hết rồi chị Hồ Liên ơi. Chị Phan Tiết Sương ơi, lên số ký. Bộ bé size đại nhưng mà hàng có size. Từ size 40kg đổ lên đến 56-57kg có size. Nên là chị em, chị lên rõ số ký cho em nhé. Mới chốt đơn được, cái này còn bộ này. Size to nhé, size 32-35 ấy. Xe luôn chị em mình, bộ này giá 109.000. Cái này còn bộ xe 59.000. 109.000 chị ạ. 109.000, cái này xe 59k luôn. Cái này bé trai bé gái. Size 2kg, xe 55k luôn đi. Còn bộ xe 55k luôn cho nó bay mã nhé. Còn bộ này thôi. Đấy, chốt lên luôn dùng mã này, mã dài. Size này dành cho bé nhà mình 22kg đổ về. Sale luôn. Cái này mấy bộ sắc nách này. Đại xám gì Phan Tiết Sương, ok này. Bộ vàng ở giữa phía sau. Cái nào nãy em lên không chọn màu, không chọn màu và em cũng đi 79k luôn. Dạy hai chị Hồng Thủy. Hồng Thủy. Chị Hiệu Trương thấy đơn của chị, chốt đơn thì không có trả lời. Mà nhân viên gọi thì mãi không nghe máy. Làm sao chốt đơn chị Hiệu Trương ơi? Dạ, cái này size 17kg. Giờ nãy mình sẽ đi 55k thôi. Bộ hàng kit moon size 17 nhé. Cái này em sale chị em 60k luôn. Dạ em hết rồi. 60k con này luôn. Hàng này hàng 129.000 một bộ này. Nha, bộ này mang cực kỳ mát luôn. Size 17kg nhé. Nên mã này là mã xanh 17. 109.000 chị Nguyễn Lý ơi. Cho chị Phạm Thị Thanh Huyền lên thông tin cho em nhé. Phạm Thị Thanh Huyền lên thông tin cho like cho em luôn. Ủa, cái này có cái áo không trời? Có cái quần không trời? Rồi cái này em còn hai bộ dài. Bộ này hàng 79k này. Bộ này bộ ngố nha. Lên mã này mã ngố 18kg độ về. Ngố 18kg độ về này. Xe luôn cho em mình 69k luôn. Đơn em đi chị. Hả? Bộ nó 60k. Chị rep tin nhắn đây chị Hiệu Trương. Nhà em hồi sáng mấy chị báo gọi cái đơn này gọi mãi không nghe máy. Gọi mãi không nghe máy. Ngố chị Ánh Trần 69k này. 69k. Cái này size 15 đổ về. Lên mãi dài trắng. Dài trắng, bộ này bộ đùi nhé. Size 59k luôn. Bộ này bộ đùi này, size 16 đổ về. Lên mãi dài trắng, cái này thì bé trai bé gái gì mang cũng được hết, dài dễ thiệt luôn. Nó giá trị hơn cái áo rồi. Nha, bộ này em đi trẻ mình 59k, lên mãi dài trắng. Cho chị Ảt Nga. Ảt Nga. Con này chắc đẹp. Nhưng mà miệng lỗi cái phần này. Thôi bỏ cái này lại mình mang, bỏ riêng cho hạng nguyên luôn. Bị lỗi vì chấm chứ. Bỏ cái này cho hạng nguyên luôn. Con này cũng khá người lớn. Con này size 37, lên mã 40 luôn. Dài trắng thép nhé. Size 37 cái bé gái này. 39k size 37. Nha, hàng kit moon nhé. Lên mã áo nách size 37, cái này áo không thôi. Size 37 nhé, cái này hàng lẻ, trong cái bao này toàn là hàng lẻ không trong này thôi.
Rồi bộ này em đi trẻ mình 55k nốt luôn cho nó gọn kho, sạch kho luôn. Size bé nhà mình 22kg đổ về, lên mã dài vàng 22kg đổ về nhé. Đi 55k luôn nha, chốt lên luôn cho mã dài vàng. Thế chị Phạm Thị Thanh Huyền tranh thủ chốt thêm cái gì nhé. Thì đi tỉnh mất công chốt con cái xong là đến lúc chốt đơn sợ tốn tiền ship nữa thì mệt. Tranh thủ chốt thêm cái gì để ngày em đi đơn nhé. Rồi lên luôn chung mã dài vàng size 2 nhé. Xe luôn trẻ mình bộ này. Chị Duyên Hải Nguyễn. Dài vàng Duyên Hải Nguyễn. 55k thôi. Rồi lên mã dài xanh luôn dùng đi. Xe nốt luôn. Dài xanh cùng size 22 đổ về. Dạ hôm ngày 29 là nhà em chưa chốt đơn hết. Và chị em chị khó rất tin, nhiều khi là nhà em nhắn tin chốt đơn rồi đó. Em thấy là đơn cũ nhà em gần chốt hết rồi mà. Còn cái đơn ngày hôm qua thôi chứ mấy. Dài xanh 22 đổ về, cái này màu này bé trai bé gái gì quan cũng được hết. Cho chị Kiều Anh, cho chị Kiều Anh 55k luôn cho nó sạch. Kiều Anh. Cái này áo không size 17. Cái này chị em. Chưa biết á chị ơi, em không hứa trước nhé. Em không hứa trước là em sẽ lên cái gì đâu. Cái này size 17 luôn, 60. Vải này mang cực sướng luôn nè. Nha, size 17, sale 60 luôn. Chị nào lấy cái này lên mã nách trắng size 17. Hồi nãy giờ á, chị em mình chờ size nhí thì lên size nhí nè. Hàng này toàn bộ hàng siêu thị. Sale 60 luôn nhé, size 17. Chị nào lấy mã 17kg lên mã 17kg là ok nha chị em mình. 17kg là ok nhá. Size 17kg nhé, chị nào lấy 17 lên 17, cái này toàn size nhỏ hết nè. Lên mã khủng long, cái này em sale chị em 60k luôn. 11kg hả chị? 11kg có ít, cái này 17kg nè, hàng 129.000 một bộ nè. Nha, lên mã vàng 17kg, nhí 11 chắc cũng không có. Không có nhí 11kg vậy. Cái này 18kg nè, chị nào lấy vàng 18 lên vàng 18. Khủng long 17 cho chị Phạm Thị Thanh Huyền. 17 thì Phạm Thị Thanh Huyền. 270 nách trắng cho chị Bích Sương. 60 luôn nha xã. Bích Sương. Vàng 18. 17 18 gì Thảo Pha. Thảo Pha. Thảo Pha. Thảo Pha lên địa chỉ trên like luôn giùm em nha. Rồi còn vàng size mấy đây nè. Vàng size 16. Đẹp lắm. Cái này 16 đổ về. Lên cả địa chỉ trên line luôn dùng nguyên nhé. Cái này 16 đổ về thôi. Lên mã vàng 16. Chị nào lấy vàng 16 chúng vàng 16 luôn dùng nguyên là ok nhé. Xe luôn chị em cho nó còn kho tới 60k thì thật sự là không đi nào nhập được. Mà xe 12kg. Cho chị Kiều Anh cái này. Kiều Anh nhé. Kiều Anh sẽ mới bỏ xuống là chị Kiều Anh nhé. Rồi xe 16 còn bộ nữa nè. Vàng 16 còn bộ, chị nào lấy vàng 16 60k luôn. Vàng 16 còn bộ nhé, chị nào lấy vàng 16 chút vàng 16. Mới đọc cái số ký này là số ký quay đầu nhé, vậy mình chốt cho nó phải. Vàng 16 còn bộ. Trời ơi, cái bộ này cưng lắm nè. Size 16 luôn. Cái mẫu của chị Thảo Phan đổi qua cái này. Thảo Phan đổi qua cái size này. Thảo Phan đổi qua size này chị. Rồi cái này, nhìn cưng chưa nè. 16kg quay đà. Rồi bộ này mà đi 60k trời nè. Lên mã nách xanh luôn dùng nguyên nhất 60k. Size 16kg đổ về là chị em cho ok. Nguyên đọc cái số ký toàn bộ là số ký quay đà. Cái này cưng lắm nè. Mua cái này đi chị em mà 16, 17 em phát con này. Cái những lúc em sale này nó quá là rẻ luôn. Chị Thảo Phan lên cả địa chỉ trên like cho em nhé. Bỏ cái này đi Thảo Phan. Lên hết cả địa chỉ trên like cho em. Cái này size 2 đổ về. 22kg đổ về nhé. Trời ơi 60 luôn. Em nói sĩ nhà em có giá này đâu. Giờ rớt lại còn size nhỏ thôi. Còn size nhỏ này là em xả lỗ thôi. Nha, rồi lên luôn dũng mã này. Size 22 đổ về. Lên mã 22kg đổ về là chốt ok 60k luôn. 22 đổ về và 60k nha chị em ơi. Nha, chị nào lấy 22 lên 22. 29 không có. Cái này là chị Nguyễn Hường. Nguyễn Hường lên trước. Cái này 14 đổ về nè. 14 đổ về lên mã 14. 13, 14 ok luôn á.
Cái này lên mã 14 dùng là ok 60 luôn. Lên mã 14 60, chị nào lấy mã 14 lấy mã 14 luôn dùng đi. Còn 18. Cái còn được hai bộ 18. Còn 14 và 18 chị nào lấy chốt nhé. Còn 14 và 18. Ok. Còn 14 và 18. Cái này áo không? Còn cái này bộn. 22. Lên mã xanh 22 luôn dùng nguyên cái kiểu mà nó đẹp cả. Xanh 22 con bộn. 14 cho bảo hiểm. 14 cho bảo hiểm. Nhím ơi. Phải sửa không? Cho bảo hiểm này. 38 không có chị ơi, cái này không có size to. 22 cho chị Phạm Thị Thanh Huyền. Phạm Thị Thanh Huyền. Từ từ cái này em bị lộn. Phải sửa kìa. Đúng một cái này. Không phải chị ơi mà nó. Sorry cái con 22 này không có cái quần rồi. Phải sửa khác nữa đi. Sorry là con 22 này có một cái áo thôi. Cái bị lộn cái quần này cái khác rồi. Cái này 22 không có nhá chị Phạm thì Phạm gì ta? Phạm Thị Thanh Huyền ơi, cái này 22 không có nha. 22 bị lộn áo lộn quần rồi. Cũng một cái không lớn đâu. Cái này vái luôn dùng nguyên đi 60k luôn, size 13 14, hàng kiếp mua. Vái luôn dùng nguyên size 13 14, cái này thì kêu lên là nó thẳng thôi. Nha, vái luôn dùng nguyên. 38 cái có. 38 cái hồi nãy, cái mã hồi nãy em lên đâu rồi trời. Lên mã váy luôn dùng nguyên nhé. Váy này size 13 14 là ok. Thì nào lấy váy 13 14 chốt. Trời ơi, nhiều cái này nhiều lắm luôn. Váy cho anh Hồng Trần. Đây. 60 luôn ạ. 60k luôn. Gì đây gái? Bộ này em sale cho em 75k. 75k nhé, bộ nào bộ chất của nó là chất có tông tàu. Và size là size 32 kg túi hộp nhé. 75k. 70k luôn đi. Nhá, còn bộ đi mã 70 luôn dùng nguyên là ok nha chị em, bộ này cốt tông tàu size 32. Nhá, lên mã bộ. Bộ cốt tông tàu và size 32 kg đổ về là chị em mình chốt ok. Cái này em còn. Cái tài len vừa áo vừa bộ. Ôi cái này cưng cho này. Nhưng mà nó hơi bị nhào xíu, size to size 2. Bộ này cưng lắm luôn ấy, nhưng mà em bỏ em đóng trong. Đóng trong hàng lẻ nên là hơi bị nhào xíu này, chị em mình nên treo lên là ok hoặc là giặt ủi ra là ok. Có đấy Missing You, nãy giờ lẻ tẻ chị lên hơi nhiều mà. Cái này em đi chị em 60k luôn size 2 nhé. Size 2 là mang bộ này cưng lắm, vải đã lắm. Quần của nó là quần hơi sung sung nhá. Nếu mà mang đi chơi chị em mình giặt lên chịu khó ủi sơ đi nhá, cho bộ này dòng đuổi tơ mềm lắm. 60k luôn, bộ này hàng xịn ấy. 60. Xanh 70 cho chị Hăng Trần. Hăng Trần. Hăng Trần. Cho xem bộ 1. Hồng. Móc phía sau. Bộ nào. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. Wow 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 wow, đây. Cái bộ đẹp không ạ? Mà còn xanh nhí. Đây, phát đi Missing You. Size này 13 cái đổ về nè. Trời ơi. Đi 60k bộ này chị em mình tin nổi không? Nha, size 13 đổ về lên mã 60 là ok nhé. Cái này riêng cái này 13 cái đổ về thôi. Size 70 em hết rồi. Lên mã trắng 13. Nha, trắng 13 cái đổ về hàng kit mua 60k luôn. Trắng 13 chị nào lấy trắng 13 lên trắng 13. Nách size 16. Nách cam size 16. Nha, 60k luôn hàng kit mua. Trắng cho chị Đoàn Mỹ. Trắng cho chị Đoàn Mỹ 60k này. Nách size 16 đổ về, nách cam 16. Cái nách 60 nghe sao. Trời. Cho chị Đoàn Mỹ. Cam chị Phạm Thị Ái Văn. Đây nè. Đoàn Mỹ à. Cam cho Phạm Thị Ái Văn. Cái bộ này em đi 109k rồi không ta? Bộ này 109. Bộ này bộ 109 rồi. Em lên rồi. Còn bộ hàng công ty không. Cái này con cái size 14, 15 đổ về. Xe size 14, 15 nhá. Xe 60 luôn. Xe 14, 15 và xe 60 nhá. Con bộ chị nào lấy cái này lên mã xe luôn dùng là ok nhá. Xe 14, 15, xe 60. Em đi cái này cho nhanh nhá. Xe 17. Xanh 14 hết rồi. Xanh 14 hết rồi đúng không? Xe nhá. Xe 14, 15 nha. Chị nào lấy xe lên 14, 15. Cam. Xe chị A ngang bùi. Cam 17 đổ về.
K17 dùng nguyên nhé, 60 luôn. K17 60. Vàng 17 60 luôn. Chị nào lấy màu nào lên màu đó luôn dùng nguyên nhé. Trời ơi. Bộ hồng vừa rồi ngắn chị ơi. Cái này thì Thảo pha. Thảo pha. Rồi vàng đi. Missing you last look, missing you mặn chậm quá. Còn vàng hết cam rồi. Hết cam rồi. Còn vàng thì Thảo Phan có rồi. Cái này 17kg đổ về nè. Lên mã này là mã này gì trời. Mã hình đi. Chốt mã hình nhé. Vàng cho chị Tuyền Nguyễn này. Vàng Tuyền Nguyễn này. Rồi lên mã hình 60 luôn. Chị nào lấy hình 60 sang 17. Hình con này dòng lưỡi lục rồi nhé chị em nó. Lên mã hình luôn dùng là ok nhé. Vàng chị Tuyền Nguyễn lên thông tin trên like cho em đi chị ơi. Hình đâu có, không thấy số điện thoại nè. Thế hình cho chị Phạm Thị Ái Văn. Phạm Thị Ái Văn con có điện thoại con này có điện thoại. Cái này áo không được 39 cao luôn. Xe 13, 14. Chị ơi lên lại thông tin giùm em nhé. Xe 13, 14 và 14, 15 60 đúng không? Ừ, 60. Cái này lên luôn chung mà. Cái này áo không thôi 39.000 hàng này. Nếu chị em mình mua này, giá tất là 89.000 hàng con này. Em đi chị em nó 39.000 luôn. Còn 2 con size 13, 14 và 15, 16 được 2 con thôi. Lên mã áo luôn dùng kèm số ký nha. 89.000 hàng con hàng siêu thị. Rồi lên mã nắp cam. Áo 13 chị Phương Trần. Áo 13 chị Phương Trần 39k nha xã Phương Trần. Rồi còn 15, 16 còn được 1 cái. Cho chị Võ Huyện con nữa là hết. Võ Huyện con nữa là hết. Ôi Missing You ơi, sao mà em vô sao? Toàn lên sao thế? Lên là nắp cam 18 hay là mã nào cũng được có số ký thì trừ cho em đi. Chứ toàn lên sao như thế làm sao còn chốt. Size 18 nhé. Con này size 18. Lên mã nắp cam 18 là ok nhá. Nắp cam 18 có 1. Chị nào lấy nắp cam lên nắp cam. Chứ em toàn lên sao như thế làm sao mà chốt. Bộ nguyên mang có. Bộ nguyên mang size 52 độ về. Nắp cam chị Bích Xương. Nắp cam cho Bích Xương. Cam cho Bích Xương. Rồi lên mã nắp đỏ luôn dùng size 17. Ừ. Nách đỏ C17. Phải đã lắm. Mùa này mang cho nó những cái bộ này sướng. Nách đỏ C17. Nói chung là nó còn xe nhí nhí là nguyên xe tải hết. Nhá. Lên mã nách đỏ C17. Chị nào lấy nách đỏ C17 chút lên luôn dùng nguyên là ok. Con này xe 16 nè. 39 cao luôn. Riêng cái này cái áo không thôi. Đỏ cho mấy xin chiêu. Ok. Cái này xe 16 đổ về. 15, 16. Cái này cái áo không thôi. 39k. Lên mã vàng 39 là ok nhé. Chị nào lấy vàng 39, chút vàng 39k là ok. Rồi con này size 25, 28. Nách đỏ hết rồi. Con này size 25, 28. Váy lăn là kích mua size 60. 25, 28 nhé. Váy lăn thì là hàng nhà nguyên không treo nên là đóng bao nữa hơi bị nhăn xíu. Lên mã váy lăn này size 25, 28 và 60k luôn. Nha hàng này hàng tác của nó size 99k này. Lên mã 60 nhé. Chị nào lấy mã váy size 25, 28, 60k luôn dùng là ok. Con này cũng đi chị em 60k luôn. Nó đỏ hết rồi. Size 16. Lên mã hoa cúc size 16 60 luôn. Hoa cúc size 16 60 luôn. Rút cái này sẵn nó đổ. Size 16. Lên mã nách trắng size 16 luôn. Khủng long đi. Chúc mã khủng long size 16 là ok nhé. Size 60. Khủng long. Hàng này hàng 129.000 giá tát này. Lên mã khủng long size 16 60k luôn. Nha, chị nào lấy khủng long lên khủng long. Wow 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 wow. Còn bộ mã đẹp không chị em mình ơi. Khủng long chị Kiều Anh 60 luôn. Lên mã K16 60. K16 60. Còn một cái này đồng giá 129.000 hết nè. 129.000 130. Thì chị em mình mua 60. Vui rẻ quá. Chưa được nửa giá bình thường. Nha, rồi lên luôn cho mã cam size 16. K16 cho chị Tiền Nguyễn. Chị Tiền Nguyễn ơi lên địa chỉ nha. Lên địa chỉ nha, còn một K16 nữa nè. Còn một K16 chị Minh Lê nè. Minh Lê luôn sao. Bộ em đang mang chị Diệp Hà. Ok, bộ em đang mang chị Diệp Hà. Úi trời ơi. Mà cũng tục đó. Rồi nè, lên luôn mã vàng size 14 15. Nách vàng 14 15. Nách vàng 14 15. Con áo này em đi chị em 40k. Bộ, bộ đang mang à.
13 có ít, bộ đang mang đi bao nhiêu tiền ta? 115.000. Con này size 37 bé trai. Size 37 nha, đi mà 40. Bộ xanh sao? Bộ xám này còn size đại thôi. Bộ xám này còn size đại từ 40 đổ lên. Rồi nhá, lên mã khủng long size 17 luôn. Khủng long size 17. 13 kg em nói nè. Em đọc size 14. 14 kg đổ về là chốt thôi chứ không có cái nào chính xác 13 kg. Đó gì Phạm Ngọc Lan. 40 luôn. Phạm Ngọc Lan 40. Rồi lên mã khủng long 17. Khủng long 17 nhá, sale luôn chị em 60. Khủng long 17 đổ về và sale 60 nhá. Chị nào lấy khủng long lên khủng long. Khủng long cho mixing view 60. Cho mixing view 60. Rồi đây mã nách vàng 47 kg có cái mã đại 119.000 đó chị Hồng Thủy. Cái này 18 kg, vàng 18, chị nào lấy vàng 18 lên vàng 18. Sale 60 nhé. Vàng 18 và sale 60. Chị nào lấy vàng 18 lên vàng 18 và sale 60.000 nha, nách vàng 18 sale 60. Nách vàng 16 sale 60 luôn. Những cái bộ này là lẽ lại còn size nhỏ này là em sale nó luôn cho nó bay luôn á. Cái này toàn áo thôi. Nếu nhà em chưa chốt đơn là nhà em sẽ gom đơn vô. Trời ơi, cái này toàn hàng tàu này. Cái này em sale hết, chị em mình cọc này giá 39.000 luôn. Vải mấy con này thôi, đã đời luôn. Cái này size 18 đến 20 kg một trắng này. Size 35k luôn đi. Cho nó bay nhé, vải đã lắm. Không thể nào đi nhập ra giá hàng 3 mấy con này đâu. Ôi con này bị dơ xíu rồi. Con này lên mãi dơ luôn, dùng em size 20. Cái này size 20 luôn đi. Bị dơ xíu này chị em về giặt được này. Lên mãi dơ nha, chốt dơ luôn dùng em là ok. Cái này có một cái, chị nào lấy dơ lên dơ luôn dùng em là được. Không có màu đen chị Hứa Văn ơi. Rồi lên xanh luôn dùng nguyên á. Sale 35.000 hết luôn. Và toàn bộ cái này là chất của nó, chất của nông tàu. Lên mã xanh chị Phạm Thị Thanh Huyền. Yeah. Phạm Thị Thanh Huyền 20. Ok. Rồi nha, lên luôn dùng mã này mã xanh. Xanh này dành cho bán nhà mình 22-23 kg đổ về nhá. Đi luôn chị em mình con này 35.000 luôn. Cho nó sạch mã nhé. Xanh cho chị Nguyễn Hường. Xanh này có dơ đâu. Xanh chị Nguyễn Hường 35k. 35k. Em nói này 50kg. Chốt những cái bộ này. Cái này có nhiều màu trong này. Hồi nãy em lên từ đầu rồi. Mã này thì em đi luôn chị em mình 119.000. Size này đến 57kg. Còn 60 bạn may ok luôn ý. Cho cái bộ màu sáng này. Còn bộ hàng xây đại. Hàng này là hàng 180.000. Họ hay chạy. Rồi nhá. Con này size 14kg đổ về 14-15kg. Lên mã trắng 35 luôn. Chắc đã lắm. Mấy con này hàng có tông tàu hết ý. Nha 14-15 này. Rồi con này là size 16 đổ về là chốt ok này. Trắng 16kg. Size 35 luôn. Cam 16 luôn. Trắng nha chị. Trắng ở dưới đúng không? Chị Khánh Ly 35k. Rồi con này size 16 lên rõ số ký luôn dùng là ok. Phải đã lắm. Cái này chị em mình đã có sẵn mấy con quần riêng lỡ rồi. Mang cho nó đi học là ok nhá. Trắng hồi nãy sợ chốt dai đó. Khánh Ly à. Cái này Kim Huệ. Kim Huệ. Rồi lên cam luôn dùng đi. Chị Thảo Phan ơi, chị cứ lên luôn dùng nguyên mã này là mã đại xám. Đại xám kèm luôn dùng nguyên số ký là ok. Em in view nhé. Cam này cho mixing view. Cam 35 cho mixing view. Con đen xe 20. Đen xe 20 và xe 35k luôn. Đẹp lắm. Hàng này hàng có trong tàu nhé. Chị lên rõ mã cho em nha. Lên mã đen size 10, size 20, 18 đến 20 nha. Lên luôn dùng con này 35.000. Gọn luôn á chị em ơi. Con này rẻ hơn, size 16 này. Size 20. Đại xá là 119.000. Lên số ký luôn cho em nha chị ạ. Du Han à. Du Han, Du Han. Đại xá gì Thảo Hoa 119.000. Đen này chị Kim Huệ. Con này em sale. Con này chắc thì là nó không bằng cái con chắc có tông tàu. Cái này em xe chị em 20 mà hàng theo không á. Xe 20 thôi. Không bằng chắc có tông tàu như con đó nhé. Em like rõ luôn. Xe 16. Lên mã theo 20, xe 16 nhé. Con này em báo hàng phịnh thì chị em cứ tin tưởng hàng phịnh một chút. Cái này 20k thôi. Chắc cũng đẹp nhưng mà không bằng có tông tàu. Con này đi 20k thôi. 36kg rộng. 36kg chị lấy cái những cái mã hồi nãy em xe 79k ấy. Lên mã 20 luôn dùng nguyên này.
con này to này, là xe 48 kg, theo chị Võ Huệ. Con này em sale luôn trẻ mình 45k, xe 45 kg luôn, 45k 45 kg. Đại xám nó không có size 6 chị Kim Huệ ơi. Chị Du Han, Du Han lên thông tin cho em nhá, lên địa chỉ trên live cho em này. 20 hết rồi nha. Chị Du Han, Du Han lên địa chỉ cho em đi. Đại xám nó chỉ có từ 40 độ lên thôi, 40 độ lên và 56, 57 cái độ về. Cái này cho chị Dung Dương. Không vậy, mày Dung Dương. Chị Bích Sương, con này 45k chị Bích Sương, 45k chị Bích Sương. Nhìn xíu rồi. Con này cũng 45kg vàng. Đây, đây, 45k luôn, xinh lắm. Hàng size to này mà đi chị em 45.000 con là chị em mình đủ biết cái độ rẻ của cái like ngày hôm nay. Lên mã vàng mà hàng còn cũng là có trong tàu hết, 45kg hết. Lên mã vàng 45. Vàng 45 chị Duyên Hải Nguyễn, 45k luôn. Trời ơi. Hàng này chị em mình mua 80.000 con. Con này size 25 nhé. Xanh size 25, cái này em size chị em 39.000. Xanh 25. Xanh 25 và size 39, chị nào lấy xanh 25 lên xanh 25 luôn dùng đi. Xanh 25 được 2 con. Được 2 con, xanh này xanh 25 tí. Đi luôn chị em mình là 39k. Chị coi với bộ size. Ủa thế chị chưa chốt à? Nhưng sau thôi chứ, coi gì nữa chị ơi. Nhưng thế này thôi, em không lay đi lay về đâu, mã nào em cũng qua nhanh thôi, em không lay đi lay về đâu nha. Vâng, hết rồi nha. Rồi còn xanh thôi, em không lay đi lay về. Cái này chị cảm thấy ok, chốt hàng này hàng 180, nó đơn giản như thế thôi. 150, 180. Rồi nhá, chị nào lấy xanh lên xanh. Còn nữa không? Bộ rồi. Bộ kit moon này. Bộ kit moon này. Rồi còn áo sắc nách này em sale luôn, từ từ. Áo sắc nách hàng kit moon từ từ chị. Thế chị rồi. Hả? Du Han, Du Han vừa rồi có đơn đi đang rồi. À. Sám đại 42 kg cho Dung Dương. Cái gì? Bộ sám đại à? Ok chị. Ok nhé chị ơi. Ok chị. Cái này em có hai bộ size 60 luôn, size 13 14 tắt nhá. Nhím ơi. Bộ đá banh có size to. Có size to. Thái Thu Lan nha. Thế gì Thu Lan rồi. Sao? Nè, cái này em có một bộ. Cái này em có một bộ thôi, size 13 14, phát nhanh nha chị em, 13 14 đi tốc độ để lên được ít đồ lớn rồi nhé. Size 15 16 16 17 được hai bộ. Nha, một size 14 15. Cái này size 60k vẽ quá này. Cái này missing you lái chốt này, size 17 này. Nha, xám size 17. 16 gì Tiền Nguyễn. Tiền Nguyễn. 60 thế thôi. 60 cái này cho chị Nguyễn thì Kim Huệ 60 cao luôn. Nguyễn Thị Kim Huệ. Rồi còn lại toàn bộ trong này là áo hết. Rồi cái này còn được bộ này. Cái này em còn bộ lên mã chữ trắng luôn dùng đi. Hết rồi chị Đào Lê ơi. Cái này size 18 mà mã này đi 60k thì nó rẻ quá. Nè. Riêng cái con quần này là con quần kaki. 23 25 thì nó rồi. Cái mã mà không chọn màu em đi 79k ấy. Từ từ chờ xíu chị ơi. Mời. Rồi nhá, lên luôn chung cái này. Size này là size chữ trắng cho Missing You này. Size 18 cho Missing You này. Em lai hết cái bao này nè. Có ít thôi. Đi nói luôn trẻ mình mấy con này 39k hết luôn đi. 39k hết luôn đi. Chị ơi, chị nhắn tin qua cho em đi, chị chăm lâm hay em không xử lý chứ lâm. Hàng hóa có vấn đề cho chị em mình kiểm tra hàng. Có vấn đề thì chị ấy với bưu tá. Nhá, nhà em không chắc hết được từng cái. Còn em không xử lý trên like nhá. Càng gì nhắn tin qua cho em. Rồi con này size 25 25kg, cái này size chị em 39k luôn, 39.000 luôn. Nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Hàng này hàng kích mua nha chị em mình nha. Sale luôn chị em mình con này 39k. Bé trai nhá, sale 39k. Chị nào đã có sẵn những cái ở nhà bé đã có sẵn những con quần sọt rồi, mix cái này cho nó. 39 nha Phạm Hương, con này sale rẻ quá. 39.000 toàn hàng kit mua. Con này dành cho bé nhà mình 35kg đổ về. 39k luôn. 39k con này nhé, xe 35 đổ về. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này 35kg nhé, 35kg.
39k 35 kg. Rồi. Lên mã chữ đen size 35 kg, vải nó đã lắm. 35 cho chị Ngô Hương. 35 chị Ngô Hương. Con này đóng tắt sale là 89.000 con. Lên mã chữ 35 kg. Chữ 35 và chữ 32 có hai con. Đọc số ký đằng sau toàn bộ là số ký quay đầu như chị em mình nói. Chữ 32 và chữ 35 nguyên đọc số ký quay đầu, chị em mình để ý chút đơn cho nó dễ hề. Chữ 35 và chữ 32 nguyên con này, chữ 35 chị Thúy Lời. Chữ 32 chị Thu La. Chữ 32 Thu La. Rồi nhá. Cái này lên mã hình luôn, dùng nguyên hai size, size 16 và size 15. Hình size 35 hết chứ? À cái này 35, 39k. 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 32 đằng sau là chị Thu Lan nhé. Cái này size 15, 16 có 2 con thôi. Này, toàn hàng đóng tách sale là 89.000, hàng này đóng tách siêu thị rồi nè. Thế vậy em 39.000 con nhé. Size 15, 16 được 2 con. Đại đó sáng, phải mua hương mà kêu 35. 35 kg á. Đọc 35 kg á. Rồi nhá, cái này em có 2 nè. 16 cho Missing You rồi còn 15. 16 kg cho Missing You nè. Còn 15 thôi. Nha, đi 39 cao luôn. Rồi lên màu vàng, cái này còn được từng này cái anh tranh thủ em đi nó luôn chị. Cái này Missing You nè. Rồi lên vàng luôn dùng nguyên, vàng 22. Vàng 22 dùng nguyên nhé. 39k. Vàng 22 và vàng 17. Vàng 22 và vàng 17, chị nào lấy vàng lên vàng luôn dùng nguyên 39k là ok nhé, còn được hai con vàng. 22 chị Bích Xương. 22 chị Bích Xương rồi còn 17. Còn vàng 17 39, chị nào lấy vàng 17 39 chốt lên luôn dùng nguyên. Vàng 17 kg và 39k em chốt như thế cho nó nhanh. Vàng 17 và 39k lên luôn dùng nguyên, rõ size luôn dùng nguyên nhé. Lên rõ size nha chị em mình ơi. Cái này của bé gái nè. Size 32 kg. Gái 32 kg. Cái này xinh lắm, 39k nót luôn. Vàng 22 hết rồi, còn vàng 17 thôi. Còn nót con vàng 17 thôi nhé. Rồi lên luôn dùng mã này. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã hồng gái size 32. Size luôn trẻ mình 39k luôn. Rồi, cái này còn mấy? Nhìn cân chưa nè. Nhìn đã thấy cân rồi. 39k nót luôn. Giờ size cho bé nhà mình từ 13 kg đổ lên. 18 kg đổ về. Lên nạn nách cam luôn dùng nguyên. Hàng này mới sản xuất luôn ấy. Hàng này ra hàng nguyên ri nè. 13 kg đổ lên và 18 kg đổ về cho cái mã này. Bộ bé trai phía sau. Chợ 119.000 hàng xây đại. Rồi nhá, lên luôn dùng mã nách cam kèm luôn dùng số ký là ok. Từ 13 đổ lên và cho đến bé nhà mình 18 kg đổ về là cho ok. Nhá, lên mã nách cam luôn dùng nguyên nhá. 39k con luôn, toàn hàng kiếp môn ấy. Hàng này siêu thị nhé. Đấy, chị nào chưa có thì lên luôn dùng đi. Xe này cực rẻ 39k. Xe 16 từ từ. Nách cam cho Võ Huệ. Gái 32 cho chị 32 cho chị Du Ca, Du Ca đây nè. Du Han chứ lộn. 39 luôn à. 39k. Võ Huệ là 15 kg cam. 15 kg cho chị Võ Huệ này. 16 cho chị Tuyền Nguyễn này. 16 chị Tuyền Nguyễn này. Rồi còn 18 với lại 13. Tiền Nguyễn này. 13 chị Kim Dung Trần này. 13 cho Kim Dung Trần. Rồi còn cái 18 kg nữa thôi. Trời ơi. Này gì sai gì á. Em lên mấy cái bộ này cho nó hết cái đây này. Còn sót mấy bộ trong này này cho em. Vô mùa nóng mà nguyên sale này có 60k. 13 kg sợ chốt rồi đúng không? 60k cho cái bộ này size 17. Lên mã nách trắng size 17 60 nè. Nách trắng size 17 và 60k. Chị nào lấy nách trắng size 17 60k nguyên bộ nhé. Và nách trắng size 22 còn 2 bộ nhé. Nách trắng size 17 và nách trắng size 22. Đây. Chị nào lấy nách trắng comment lên mã nách trắng là ok. 17 và 22 chút lên luôn dùng nguyên. 30 cái này không có chị ơi. Cái này không có 30. Cái này em chủ yếu là còn size nhỏ thôi. Nên là em xả thôi. Em xả 60 luôn. Size 14 kg, 13, 14 kg cho mã nách xanh. Con này 13, 14 kg cho mã nách xanh. Chị nào lấy nách xanh 13, 14 chút lên luôn dùng nguyên là ok nhé. 60k luôn.
60k nhé. Chị nào lấy nách xanh lên nách xanh. Rồi lên mã nách vàng luôn, dùng nguyên size 16 luôn. Trời ơi, mùa này phát mấy cái bộ này đã quá. Size 14 chị Minh Lê. Minh Lê. Nách xanh em hết. Rồi lên mã nách vàng size 15-16. Vàng 15-16 hết nách xanh nhé. Lên vàng luôn dùng nguyên. Vàng 15-16. Xanh này 13-14. Vàng 15-16, xanh 13-14. Đọc cái số ký đằng sau, toàn bộ số ký chị ở quay đầu nên chị em mình để ý chút đơn này nha. Toàn bộ cái đằng trước là mã, phía sau là ký. Vàng cho chị Diễm Huỳnh. Vàng Diễm Huỳnh 60 luôn. Rồi lên xanh luôn dùng nguyên nhá. Xanh 13-14, chút xanh 13-14 lên luôn hề. 90. Xanh cho Missing You. Không cho Missing You. Rồi lên luôn cho mã nách trắng luôn dùng nguyên trắng nhé. Comment lên trắng size 15-16, trắng 15-16, xanh Missing You có rồi. Trắng 15-16 có một. Chị nào lấy trắng 15-16 chốt lên nhé. Trắng 15-16. Trắng 15-16 luôn. Chị ơi, chúc đến lúc chốt đơn rồi gom với ai chị báo nhé. Chị báo nhân viên chốt đơn nhé. Nhưng mà chị phải nói luôn với chị Bích Sương là gom Thảo Vang vô chung, chứ không là chị Bích Sương gom đơn, ok đi đơn rồi cái đến lúc chốt cho chị mới nói là gom là chịu luôn ấy. Chị báo trước cho chị kia luôn nha. Rồi còn nách trắng thôi, xem 13, 14, 14, 15. Nhớ luôn dùng nguyên là báo luôn hẳn với chị kia luôn, để đến lúc nhân viên chốt đơn nhắn qua cho chị kia thì là bảo gom đơn với chị. Trời ơi, cái màu xanh này nè. Nè em coi còn size như thế nào. Ok. Ui, cái này còn chắc là đủ ri. Từ nhỏ đến to tới 30kg. Từ 13 đổ lên, 30kg đổ về. Nhìn cái con áo này 39k gọn luôn nha. Lên mã nách xanh 39k. Kèm luôn dùng nguyên số ký. Bé trai chị ơi. Bé trai chứ. Mấy cái nách này bé trai rồi. Rồi lên chung mã này là mã nách xanh 39.000. Size 13kg đổ lên, 30kg đổ về. Xem luôn chị em 39k nhé. Được chưa, chị nào lấy mã này là mã nách xanh kèm luôn dùng nguyên số ký là ok. 39k phải, nó đã lắm nhá. Chị nào đã có sẵn những con quần quần sọc đùi thì mang cái này. Cái này không phải là bộ đâu, chữa cái này áo không thôi. Cái này là áo không thôi. Lên mã nách xanh luôn dùng. Cái này riêng cái mã này là áo không nhá, 39.000 nha. Kèm luôn dùng nguyên số ký cho chị Thao Trần là 25kg. Lên kèm số ký luôn dùng nguyên là ok nha chị em mình ơi. Nhớ kèm số ký nhá. Thao Trần là 25kg này. Chưa thấy 25kg. Đây 25kg rồi Thao Trần. Rồi nhá, cái này em còn đủ size đó. Chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng nguyên nhá. Nhớ luôn dùng nguyên là kèm hẳn số ký trên like nha chị em mình ơi. Cái này thì Thao Trần. Rồi chị nào lấy mã nách xanh nữa lên nách xanh 39k. Em thử chút thêm cái gì để nhà em đi đơn nhé. Chiếc bé em còn xoay nhí thôi chị ơi. Còn xoay nhí thôi. 28 gì Khánh Đức luôn. 28. Ghi 28 gì Khánh Đức đi sao. Ôi không có 28 rồi. 30 hẳn rồi. Không có 28 gì Khánh Đức không có nhé. 39k à. 30 cho Yuka Yuka. Khánh Đức không có 28, hết 28 rồi nhé. Rồi ok, chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên nhé. Yuhan chứ. Yuhan. Hạt Khánh Đức không có nha. Rồi còn cái này, mấy cái này lại tẻ đâu. Xong em qua mã em lên chị em mình biết. Cái trồn gì lớn đó. Tương tác lên xíu. Ui từ từ. Tương tác lên xíu đi chị em mình nữa. Cái này còn mã nách này thôi. Tương tác lên luôn dùng nguyên xíu. Em lên luôn cho chị em mình là 27kg cũng hết rồi. Còn 20, 1 là 20kg, 2 là 30kg thôi. Chứ không có size, không có size 27, 28 hết rồi đó chị. Cái này em còn lẻ thôi. Gì đây? Chống nặng đây chứ. Tương tác lên xíu em lên luôn trẻ mình XK. XG lớn nhá. Cho bà sở luôn miếng nữa sao? Cho sở luôn miếng. Nhớ rồi. Không cầm. Lên đồ lớn nhá chị em, bỏ đồ bé hay lên đồ bé mệt quá. Đồ bé gắn có ít thôi. Còn cái nãy này thôi, nhưng mà em xem như thế này là chị em mình đừng chọn mà. Có màu hồng với màu vàng thôi. Chỉ có hồng với vàng thôi. Ui cái bộ này còn nè. Đây nè,
cái bộ chữ nổi này hiện tại còn hồng và vàng, nhưng mà size số nó đang còn lộn xộn với chị em mình nhé. Chị em mình lên mã này đi, không chọn màu, có hồng với vàng đấy, nhưng mà còn size nào em móc size đó nhé. Áo vàng chưa, phía sau là cái nào chị ơi? Cái này toàn mượn sau là nguyên bộ hết. Em lên cho chị em mình mã này, nhưng mà thôi không chọn màu nữa, màu vàng với màu hồng thôi. Bộ này hàng 85 cao, bộ chữ nổi này. Size này dành cho bé nhà mình còn tầm khoảng 23 kg đổ về là chỗ ok. Từ 17 đổ lên 23 kg đổ về. Bộ vàng giữa có màu khác không? Có, những cái mã nào nãy em lên không chọn màu. Hồi nãy mã này em lên size 79k không chọn màu. Em lên cho chị em mình bộ chữ nổi này, này, em xem nó cho chị em mình 69k đi. Hàng 85k. Hàng 85k. Em xem luôn chị em mình bộ này với giá là 69k, bộ này bộ chữ nổi chất có tông tàu nhé. 22-23 kg đổ về còn hai màu, màu vàng, màu vàng và màu hồng nha. Chị em mình ok thì lên. Em xem luôn chị em mình bộ này với giá là 69k. Chị nào lấy mã chữ nổi comment lên chữ nổi là ok nha chị em mình ơi. Em qua đồ đồ lớn tí chị em mình nhé. Lấy mã chữ nổi luôn dùng em đi chị em mình nhé. Xem luôn cho chị em cho nó gọn kho đó nha. Rút mã chữ nổi luôn dùng em, chị nào thích cái mã đó thì lên. Quên cái này còn mấy cái chiều cho chị Hồng Phụng quên mất tiêu. Rồi em chuyển qua người lớn chị em mình này. Sale ngồi góc này sale người lớn. Bộ vàng phía sau là em sale 79.000. Nhưng mà nó không chọn màu. Nha, à, bộ chữ nổi lên rõ mã cho em, có quần tay có chị ơi. Vàng hồng 17 kg. Lên rõ mã chữ nổi giùm em đi chị Hồ Liên ơi, để cho nó khỏi bị nhầm. Chữ nổi Hồ Liên nha. Comment mã chữ nổi vàng hồng nhá. Cái này em có mấy con, bộ con này là sát nát. Bộ vàng ở giữa nó đài size từ 18 kg đổ lên 37 kg đổ về. 18 độ lên 37 độ về. Con này em sale nó luôn chị em mình, còn mấy cái khá đẹp nhưng mà sale gọn luôn. Con này là tay của nó dặn tay dơ, hôm nay chị em lấy 60 nhé. Con này cũng là chắc có tông tàu luôn, nên mã tặng beo luôn dùng nguyên đi. Lên số ký với Johan hồng chữ nổi là chị em mình này, em nói nè, ưa cái mã nào cũng lên rõ mã. Mã này lên luôn chung mã có tay nha, chúc mã nam có tay kèm số ký nguyên im beo. Còn giờ em không bóc luôn trên live. Còn chị ok chữ nổi chị Hồ Liên ok nè. Chữ nổi màu hồng 69 kèm số ký luôn dùng nguyên. Rồi cái này em sale luôn chị em mình nói luôn 39k con này lên mã beo luôn dùng. Cái này size 62 đổ về bì được luôn. Chưa có một cặp này mà sẽ chưa bỏ bì. Còn lít thì mình sẽ chưa bỏ bì. Ở đây rớt xuống đây. Đó. Thái lửng à chị? Bộ hả? Bộ còn ít xíu nữa em lên sao? Còn ít còn mấy bộ thôi. Beo chị Ngô Hương có mấy con thôi, 39 cao luôn. Nó không lẹ. Chị Trâm Lâm ơi, cái này không chọn màu. Tại vì giờ nó còn lẻ tẻ sai, chị ok chốt. Không chọn màu đâu, chốt thì ok thì chốt. Có bộ nào trai nào đẹp đó chị, hai bộ kiểu giống nhau, size 37 và size 20. 37 20 em in ra nhá. Beo nè, beo chút đi sao đây. Beo cho chị Ngô Hương này, 39 cao luôn. Ngô Hương nè. Thùy Dương nè. Võ Huệ nè. Võ Huệ nè. Cái bộ sau là không có chốt và không có chọn màu đâu chị, có mấy màu mà toàn màu đẹp thôi. Kim Dung Trần luôn. Kim Dung Trần. Còn cái beo thôi. Chị Du Han nó không có size 30 chữ nổi, hồi nãy em chốt đến 22-23 kg thôi, không có size 30 nhé. Cái này em còn hai cái. Đi 39k. Thôi những cái mã đó xíu này em lượt lại sau, chị em mình chốt đơn cho nó khỏe. Giờ chị em mình chỉ cái này chỉ cái kia nó lộn hàng hết. Cái này size 39 cao luôn. Lên mã nách đen size 39, còn một nách đen và một mã beo. Chị Khánh Đức ơi, cái mã này chị lên cho em mã có tay đi, giờ lại cái mã này phát đi sao. Mã có tay á. Mã có tay, mã chữ này nè. Mã chữ này nè. Không chọn màu nhé, chị nào ok thì lên. Nhưng còn lẻ tẻ tại vì cái mã đó em lên rồi. Đang nát chị Võ Huệ luôn. 39k. Rồi còn một mã beo nữa là hết. Còn mã beo nữa là hết. Đấy, đây này. Đó, màu đen, màu đồ đây nè. Mã chữ này nè. Chị nào lấy cái này lên mã có tay là ok. Tại vì cái này em cũng còn lẻ tẻ sai nè. 4-5 màu nãy em qua rồi, giờ không biết. Đây, còn màu đẹp thôi. Còn màu đẹp thôi nha. Chị nào thích cái này lên mã có tay, nó có đài size ok chị. Du Han
không chị ơi, em không chốt ấy đó. Rồi nhá, chị nào thích thì lên mã có tay kèm luôn, dùng số cái từ 20 kg đổ lên đến 37 kg đổ về là ok chốt nhá. Không có chọn mà cho nó nhanh chứ giờ mà đi chọn mà thì nó lâu quá. Màu nó màu nào nó cũng đẹp hết đấy nha, nhiều màu lắm. Áo trơ lại gì trời, được chưa? Ai ít ai thích cái này lên mã bộ có tay kèm luôn dùng số cái. Không có size 14 rồi người ơi, không có size 14 rồi, có tay là 79k chị ơi. Rồi ok nhé, còn cái này chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này làm mã. Lại đây. Chưa chị ơi, không có chống nắng nam. Rồi em ngồi đây em móc luôn cho chị em mình mấy cái này đã tải em xem. Cái này lên gọn luôn. Của Thái. B chị Thùy Dương có rồi chị ơi. Thùy Dương có rồi, rồi. Em có mấy bộ này, hàng 105.000. Bộ Thái quần dài nhá. 105.000, cái này em sale hết nè. Ok, có tay chị Phương Nguyễn nè. Xin trời. Có tay chị Khánh Đức luôn, ok nè. Xe chị em 57 độ về, chị nào gọn lên 60 nhé. Diện trời. 105.000. Có tay cho chị Yuhan này. Ok chị này. Mai đi học rồi. Ok mai đi học. Quá, nhà khó quá chịu không nổi. Hàng 105.000, cái này em sale nó luôn chị em 85.000 luôn đi cho nó bay. Con bộ thôi. Những cái này là thứ còn bộ toàn bộ là theo quần dài chị em, nó bộ này bộ thun Thái. Size 57 đổ về này, chị em mình nhìn hàng luôn dùng theo toàn bộ hết. Không có cái nào không có 6, nhà em không có hàng 65, ít lắm. Hiếm nào có hàng 65 lắm. Quần bình thường chị không ôm nhé. Quần này không ôm nhé chị ơi, không ôm nha. Quần bình thường, phơm bình thường không có ôm, nhưng mà áo là áo rộng đó. Áo là áo rộng. Nha, chị nào lấy cái này lên mã bộ ca. Bộ trai 119.000 đó chị Ly Nguyễn. Đấy, chị nào lấy mã cam, Thái cam luôn dùng đi. Sale 85.000. Cái bộ hoa này mình dài này, sale 69k luôn. Nói chung là sale 69.000 thì cũng bằng con áo thôi. Coi như là em sale con áo và tặng kèm cái quần đấy. Cho nó gọn luôn, sale bộ này 69k luôn. Riêng cái áo là 62 đổ về chị em chút đẹp. Còn riêng cái quần này là 52 đổ về thôi. Vì quần của nó là quần ôm. Không em không lên nữa nhé. Không lên đồ bán nó lại tải quốc lai mệt. Hôm nào lai đồ bán là thấy mệt luôn ấy. Bộ này sale 69k luôn nha, chị nào lấy cái này luôn. Riêng cái này là coi như là sale cái áo và tặng kèm cái quần ấy. Bộ này bộ thun Thái hàng 105.000. Áo form to form 62, còn quần của nó là quần 52 đổ về, quần của nó là quần dáng ôm nhé. Sale luôn trẻ mình bộ này với giá là 69.000. Bộ cam dài Thái cho chị Yuhan. Cam dài Thái là sao bước xuống rồi. Bộ nó là 85.000, bộ này bộ 69.000. Cho chị Quyên Ngô này. Quyên Ngô này. Rồi còn một bộ vàng sale 69 cao luôn. Vàng xe 69k luôn. Nhớ luôn dùng nguyên lại. Cái áo của nó là áo rộng, quần của nó là quần ôm nhé. Mai kỹ lắm. Rồi lên mã vàng, hoa vàng luôn. Xe 69k luôn, xe lỗ tẹt luôn con này luôn. Cho nó bay luôn, còn cứ rớt lại cái mất công. Không chị ơi. Chị chúc cho like thôi. Cái nào khi nào em like có em, nhà em không có gửi từng mẫu cho khách chọn đó chị ơi. Cho dù đang có đơn em cũng không gửi từng mẫu cho khách chọn được nhé. Nó mất thời gian lắm. Rồi nha, lên luôn dưỡng này. Nhiều chị khách dễ tính ấy, kêu em ơi có gì dài tay, à quên lộn, có tay hay là cọc tay, sai bao nhiêu ký lấy thì ok nhà em bỏ thêm. Còn cứ chụp mẫu chọn từng cái, tôi cái này không ưng, nó không ưng màu này, mất công lắm. Rồi nhá, rồi lên luôn này, con được hai bộ bò. Sale luôn 69k luôn, dài tay nhé. À quên, ngắn tay và quần dài nhé. Size này 55 đổ về chị em chốt đẹp, sale 69k luôn. 79k đó chị ơi. Bêu vàng, bò vàng hay cái gì đó chị ơi. Chị Du Hoa. Em nói đơn giản như thế này nè, bộ quần đùi cũng có giá 69k rồi. Vì vậy mình mang đã, các quần lửng mang cũng sướng, mà các quần đùi mang cũng ok. Vì riêng cái bộ quần đùi của em là 89k rồi. Đấy. Hoa vàng cho chị Hoa Nguyễn. Rồi lên mã bò cam và bò vàng luôn, sale 69k, chưa bao giờ có được cái giá này hết. Cái này 85 đúng không? Bộ nó 69k luôn.
Ủa sáu chín cao luôn đi. Cái nã hồng nó cũng sáu chín nhỉ? 285. 69 cao, chỉ có bộ cam là 85 cao. Rồi lấy mã bò luôn dùng nhé, bộ thun thái. Chị Khánh rất ưa cái nào chị cứ lên cho em nhé. Ví dụ như thêm bộ có tay bao nhiêu ký nữa thì em bắt nhé, cái này còn hai bộ. Chị nào lấy cái này lên mã bò. Bò cho Phạm Hương luôn. Rồi còn bò vàng nữa thôi là hết. Còn bò vàng nữa thôi là hết. Chị nào lấy bò vàng, chút bò vàng luôn dùng như là ok. Còn bò vàng, chị nào lấy bò vàng, chút bò vàng luôn dùng như. Con áo nam này bỏ đây bán sạch. Bộ bò hả? 44 ký rộng chứ. Cái này cho chị Yuhan. Cái này là áo nam. Cái 55. Nam này chắc đã luôn, mùa này thì mang con này. Ok vậy Khánh Đức. Chị em mình phải lên rõ mã, tại vì là ngày mai mới bốc hàng. Bộ người lớn sắc nách nè. Nói gì không trời. Còn tầm lâm hàng. Bò vàng chị Du Hoan có rồi. Năm mươi lăm đổ về chốt cho nó không thả lên mã áo nam, tặng áo nam luôn. Con này dòng này là dòng lạnh nhé chị em mình nhé, dòng lạnh này phải. Cái này toàn theo, cái này em còn xây nhỏ nhé. Cái này em bán tặng luôn 35k nốt luôn. Hàng này em đang sale 59.000, đang sale là 59.000 màu đỏ đô. Cái này mùa này mang con này sướng lắm, nhẹ tên luôn, không phải hàng xổn đâu. Nhiều khi là trẻ mình nghĩ 35.000 trẻ mình chắc chẳng ra gì, nó mới sale 35.000, nhưng không phải. Hàng này em đã qua mẫu rồi nhưng vẫn còn xây nhỏ nữa. Cái này chị em mình mua cho con trai lớn cũng sướng. Bộ sọc lẫn phía sau có không chưa? Không nhá. Lên con này tặng 35 luôn, vải đẹp lắm. Con này vải đẹp lắm. Còn size nhỏ này em sale nó 35k thôi nhá. Còn màu này size 57 đổ về. Màu này ôi trời trời cột lại cái size cho nó. Còn màu này với màu xanh đen nhá, sale 35k luôn. Sale 35k nhá, chị nào lấy chút. Cái này có một con xanh đen size này dành cho những em nam là 60 độ về, sale 35k luôn, vải đẹp nhá. Lẻ tẻ mình em sale cho nó gọn thôi. Ba coi thử coi cái gì ba, ngộn cười mình đó ba. Sách này cưng. Chị đây. Chơi à? Chị Khánh Đức kìa. Cái này nguyên set, cái này cưng lắm. Cái này set với chị em mình 55 đổ về chị em chú ok. Lên mã set 55 cái đổ về, cái này em sale chị em nó 69 cao luôn, bằng con áo thôi. Bạn hàng 115.000 đấy, xác được một set nhé. 55 đổ về là chị em mình chú ok, lên set luôn dùng đi nhé. Sale luôn chị em mình con này với giá là sẽ đem hết rồi. Màu đỏ. Màu đỏ gì, Du Hoan có rồi. Thế? Du Hoan rồi đấy. Lên mã set luôn dùng lên 69k. Hàng này hàng 115.000 của dùng luôn. Sale luôn chị em mình set này 69k cho nó gọn thôi. Cái này size 62 đổ về sale 35 luôn. Lên mã áo nam con này hàng công ty. Set này đẹp nè chị em không chú à. Hàng 115.000 đó. Sale luôn chị em mình 69k còn set. Rồi lên mã áo nam. Set chị Ngân Nguyễn. Ngân Nguyễn. Áo nam này em có 1 cái. Sale luôn chị em mình con này giá là 35k. Size này dành cho chị cho những anh nam 62 đổ về. Con này hết set nữa chị ơi. Hết còn set thôi, này sót lại thôi. Con này lên áo nam size 62 đổ về 35k. Hai cái áo nam này xanh coban, size này 55-57 đổ về chứ ok. Đợi 35.000 nó rẻ quá chị ạ. Lên mã xanh coban. Giống như con lúc nãy em không cần mở ra nhé, có hai con. Chị đang lấy chút. Cái gì đây? Ui. Áo không sợ. Được hai con này xe bự nè. Em không có chị á. Cái xe mắt rồi. Ui. Xe bự nữa. Xe 65kg nè. Đồ bé em lên rồi. Xanh và đỏ cho chiếc mùa đông. Xanh với đỏ cho chiếc mùa đông 35k một cái. Con này hàng em đang sale 79k nè. Con này xinh lắm. Mà xây bự nữa, xây 65kg. Xây 3XL. Hàng này hàng to này hơi bị hiếm nhé. Hiếm khi nào em sale hàng to. Đa số là em sale hàng xíu xíu thôi. Bộ em mặc là 52 đổ về.
52 đổ về, lên luôn cho mã công sở hoặc là mã kiểu luôn dùng đi. Cái này em sale nó luôn chị em mình được hai con. Đi chị em mình con này 55k luôn. Hàng này em đang sale 79k, con này đẹp lắm. Khách nhà nguyên lên bóc con này nhiều lắm. Cả nhóm lên toàn mua cái này. Cứ là kiểu như là mua theo phong trào ấy. Người nào mua về đẹp, cái bắt đầu giới thiệu, cái là lên mua. Là lên mua con này nhiều. Cái này em biết like nè. Cái này em còn được hai con sale bự thôi. Sale luôn chị em mình con này 55k luôn. Hàng em đang sale 79k, gọi là rẻ nhất cái nách rồi. Sale luôn chị em mình cái này luôn. Không, chị em không đổi qua đổi về đâu, hồi chốt đơn chị báo nhân viên bỏ ra nhé. Rồi được hai con. Đây mã này là mã kiểu luôn, dùng size 65. Hiếm khi nào mà mua được giá hàng năm. 55k chị Nguyễn Nga, size 65, đẹp lắm. Hàng xịn thôi, chứ không phải hàng xổm đâu. Còn được hai con size 7X chị Nguyễn Nga. Chị Thùy Dung luôn. Rồi ok hết. Còn một xanh coban này. Xanh coban xe 55k luôn, xe 65. Đây mã cô 3, xe 55 và xe 65 nhé chị em mình nhé. Xe còn xe bự. Còn size xe bự hung, nhỏ nhỏ hung luôn. Hàng này chị em mình đi tiệc đi cưới cũng được. Mít với chăn váy mang đi tiệc đi cưới cũng được. Mà được cái là xe nó bự. Xe đến 65 kế luôn. Nha, lên mã cô 3 luôn, dùng vải đẹp nhé chị em mình nhé. Cô 3 luôn, dùng vải mềm lắm. Nha, cô 3 xe chị em mình 55k con này luôn. Còn xe bự. Nhá, chúc lên cô 3 luôn, dùng nguyên là ok. Nhá, cái nào mình sẽ bỏ xuống cái cọc lại luôn cho nó gọn. Cho khỏi phải dọn ra dọn vô nó con. Bỏ xuống là xếp luôn. Cho nó gọn gàng luôn. Cái nhỏ này. Con áo nam này size 57. Cái này em sale luôn cho em nó 30. 35 cao luôn. Hàng này hàng đang sale 79k. Lên mã lon nam size 57. Lon nam. Rồi rồi. Lon nam size 57kg, sale luôn chị em con này 79k luôn. Quên lộn, 35k luôn. Size 57 đổ về nhé, sale 35. Chị nào lấy lon nam, lên lon nam. Sale 35, xong cái nó bất cứ trong sao. Cái cọng ta cầm nó bất cứ trong. Cái này cũng còn cái sale 75 đây này. Sale trong trống á, xong bỏ vô đồ được không đâu. Cái này ai nhanh có, nên còn cá thôi. Sale 60 đổ về, sale, 3, sale 75.000. Là hàng 2 lớp. 2 lớp nha, nhớ luôn dùng con này hàng 2 lớp. Đây luôn chị em mình con này 75k nhé. Size 60 độ về là chị em chú ok. Nha, lên mã. Ôi trời. Rồi mà sao kế bị lố rồi. Kế con này bị lố rồi. Cái này bỏ vô được đúng không? Bộ em đang mặc đẹp quá. Phát đây chị. Phát luôn. Rồi con này không vấn đề. Lên mã này là mã tặng khoác luôn, dùng nguyên 2 lớp size. Dành cho chị em mình đến 60 đổ về là chú ok. Nhớ luôn dùng 2 lớp nha. Không phải hàng một lớp đâu mà đi chị em sale 75.000 cho chị Ngô Hương luôn. Cho chị Ngô Hương luôn cho nó bay. Bộ này đẹp thái luôn à. Bộ thái xanh luôn, sale 69 cao luôn. Bộ thái dài nhé cái này. Hết em hết rồi. Cái này chị em mình mang đã luôn. Bộ em đang mang là 115.000. Bộ này chị em mình riêng mang cái con áo này làm áo kiểu mix với chân váy cũng đẹp. Còn mang nguyên bộ. Cái này em sale chị em 69k luôn, size 57 đổ về chị em cho ok. Đây mã bò xanh luôn, dùng nguyên bộ này, bộ tinh thái. Bò xanh 69k luôn, cho nó bay luôn hàng luôn. Hết rồi. Nha, chị nào lấy bò xanh lên, bò xanh có một. Bò xanh nha, em ngồi chỗ cái này à, đụng cái gì em xem cái đó nha. Bắt thôi. Cái này em sale chị em 85k. Đây mã thái dài, hàng 105.000, em không nói điêu nè. Hôm này chị em mình dưới 60 là chị em chú ok. Lên mã thái hồng sơ 85. Còn mấy cái lên đi luôn cho thái. Toàn bộ là theo thì đâu lấy thái hồng lên thái hồng. Thái hồng con bộ nhé. Rồi sao bỏ đi xong sao bỏ lòng vô trong một cái bì. Lòng vô trong cái bì cho nó gọn. Dưới này còn môi móc còn lắm hàng đẹp thế này. Trời ơi. Bò, thái hồng cho chị Dung Lê 85. Bò xanh cho chị Du Han 69. Con này mua. Con này vải nó đã lắm luôn. Nhưng mà mỗi tội này chị em mình mua về cho con trai lớn đi. Mua về cho con trai lớn em khuyên thật sự luôn ấy.
Xe này 45 độ về. Thái Hồng em thấy 45 độ về, hàng này chuẩn hàng xuất luôn. Nhưng mà mỗi có tội là nó có đã có xe nhỏ. Khi mình mua về cho con trai lớn tầm 4 mấy ký, nó rất là ghiền những con này, phải nó đã lắm luôn. 4 mấy ký á, có mấy con thôi. Lên mã xuất TS nhé, 5 con. Đi luôn chị em mình, con này 35, chị em mình liền hàng 35k gọn luôn. Không phải hàng xổm đâu, nhiều khi là nguyên đi 35.000 chị em mình tưởng là hàng xổm. Thôi này, hàng là hàng xuất nhá, có 3 con, có 5 con. Cái này được cái CL này vừa. Được cái CL. Còn toàn bộ là CS nhá. 4 con CS. Đi luôn chị em mình 35.000. Con này rẻ cực kỳ. Đẹp nữa. Hàng này dòng hàng xúc nha dạ mà nó nha, lên luôn chung mã 35. Thôi chị Hồng Thủy một cái. Còn được 2, còn được 3 cái. Xịn sò. Mua cho con trai nó tầm khoảng 40 mấy ký. Mua con này xong mua con bằng sọt nó ra bộ được rồi. Xe 45 ký độ về, xe 35 cao luôn. Hàng xịn nhá. L tầm 62. L con thì tầm 62 và xe S này tầm 45 độ về thôi. Nha, còn được mấy cái này em đi luôn chị em nó là 35 cao luôn. Cho nó bay nha. Rồi dưới này đó. L cho thì dương, SL cho thì dương. S này sao? 35. L luôn. 35.000 con, còn con S. Bộ nguyên đang mang cho chị Lê Thu Hà. Bộ đang mang là có người chết rồi. Còn bên kia. L trắng hết rồi. L trắng hết rồi, bộ nguyên đang mang bên góc này sao này. Hồi nãy cho chị Bùi Hà. Diệp Hà. Diệp Hà. Diệp Hà với lại cho chị Lê Thu Hà. Màu dưới, màu dưới, màu dưới. Đó, màu dưới. Không có màu vàng, màu hồng cũng đẹp lắm. Hai bộ đi sao? Lấy rút hai bộ đi. Không có màu hồng, bộ em đang mang có màu hồng. Màu này là dòng đuổi tơ này, cũng y kiểu ấy. Nhưng mà cái bộ màu hồng là chắc của nó là phải lên liền. Màu hồng là phải lên liền. Đây này, màu hồng đây này. Riêng cái màu hồng là phải lên liền nhá. Cái này riêng màu hồng này mang cực kỳ sáng dao luôn. Nha, chị nào thích màu hồng thì lên màu hồng nhá. Màu hồng là 55 đổ về. Màu hồng phông nó to hơn xíu. Còn bộ em đang mang là chắc của nó là đuổi tơ. Bộ hồng là bộ lên liền nha. Cái này em có 1 cái. Size chị em 52 đổ về. Cái này em sale chị em 79 cao luôn. Vải này là vải mì tàu nha, có 1 cái thôi. Sale luôn chị em mình con này 79 cao nhé. Đây mã mì tàu luôn dùng 79. Hello chị Tuyết Trần. Lâu lắm mới thấy vô coi like kìa. Nhiều chị bỏ đi đâu mất tiêu á. Màu hồng chị mua một bộ. Màu hồng nó rộng hơn xíu. Màu hồng nó rộng hơn xíu đó chị. Màu hồng phông nó to hơn xíu. Đẹp cái kiểu này mang dễ thương mà. Ưa thì rỉ xuống bạc vai này cũng được. Còn không thích ái thì chị em mình rút lên. Này đơn giản dễ mai. Có một bộ này. Lên mã chữ vàng luôn dùng nguyên nhé. Hàng này là hàng có tâm tàu khô 115.000. Cái này em sale luôn chị em 105.000. Xót lại bộ này. Phone này phone 60 nhé. Lên mã chữ vàng. Con này có tâm tàu khô nha. Lên mã bộ 105.000 luôn. Hàng này em đang sale là 115.000 đó. Nhá chị nào lấy chút. Cái gì thế này được không? Có mấy con đá này sale mất luôn. Hàng 69k. Chị đâu gái Thúy? Gái Thúy ơi. Chú ơi. Con nói gì ạ? Xe 60, 62 đổ về. Cái này em bán tặng nó luôn. Cái này hàng 69k nè. Còn mấy con này em đi chị em 49 cao luôn. Xe 60, 62 con này chuẩn tàu luôn. Xe 49 cao luôn nhá. Lên mã đá đen luôn dùng nguyên là ok. Xe 60, 62 đổ về. Lên mã đá đen. Và tiêu luôn kìa dạy mình con này giá lên chị em mình là 49k. Nha, lên mã đá đen. Những cái này là còn lẻ tẻ thôi nè. Đá đen 49k nhé. Chị nào lấy đá đen tương tác lên xíu như vậy mình ơi. Còn lên nữa thì tương tác lên luôn dùng nguyên nhé. Đá đen 49k có mấy con đây này. Con lùm chị nó thôi. Này là hàng sót sót lại đây nè. Phạm Vương Thí Phan Thị Dung. Cái mã đá đen là ok. Hàng 69k.
hàng sale 69k cho nó luôn chị em, 49k nha. Ai lấy mã đá đen lên đá đen luôn dùng nha, cho Phạm Hương luôn. À, từ từ chị Thủy Trôi có đồ thể thao cho cô Ba Tư tí. Dạ có chị ơi, đá đen gì Đoàn Mỹ, bộ thể thao em treo phía sau gì Thủy Trôi ơi, bộ đá đen, bộ thể thao em treo cái này cũng có nhiều màu ấy, đá đen chị Yến Trương luôn. Đoàn Mỹ Yến Trương à? Đoàn Mỹ Yến Trương. Rồi ok, em còn 3 con, sao nó 49k luôn. Hàng này hàng em đang sale là 69.000 đó. Rồi chị nào chưa có cái mã này nữa lên luôn dùng đi nhé, sale quá rẻ như vậy mà. Đá. Cái bộ đằng sau này á nó có nhiều đá đen cái gì Yuha, sale 62 được rồi. Cái này nó có nhiều màu lắm, chị nào ưng lên, nãy em sale có 35.000 à. Nhưng mà chắc của nó là dòng của nó là hàng thun lạnh ấy. Thun lạnh chắc cũng được. Mang cũng ok, hàng này thấm hút mùa hôn, phải hàng khô đó. Cái đen gì ti ti luôn. Cái đen gì ti ti luôn. Chị Thì Dung có chứ sao? Đó là... Còn cái nữa thôi. Thấy chưa? Đây đây còn cái mà sao còn này. Đây này, bộ thể thao này nhiều màu, cả màu đỏ màu đồ ấy. Đá đen chị Kim Dung Trần có rồi đúng không? Chưa. Kim Dung Trần cái này nó hết rồi. Cái đá đen với chị em mình theo luôn cho nó sạch ấy. Ngồi chỗ nào cho nó gọn cái góc đó. Rồi còn mấy con đá hồng à, bộ thể thao em sale nãy sale có 35.000 nè. Nhưng mà em nó không phải là hàng xịn sò, chắc được, em nói chắc ok. Chắc ok, mang thấm hút mồ hôi mềm. Nhưng mà không phải là hàng xịn. Hàng xịn phải hàng trăm mấy kia. Thế hàng trăm mấy mới ra được bộ xịn sò, nhưng mà nếu như em mình ra cái bộ này người ta có thể bán cho em 80.000. Bộ này dòng tầm khoảng hàng thị trường tầm khoảng 80.000 bộ ấy. Trời ơi, chị cứ lên không chọn màu. Chị nào lấy cái này cứ lên luôn mã bộ thể thao, nãy qua mã rồi biết gì ở đâu rồi. Không chọn màu, cái này có nhiều kiểu lắm, 2-3 kiểu trong này. Và lên kèm số ký, cái này em thật sự em bán tặng đầu like thôi. Chị em mình ưa lên luôn dùng mã thể thao kèm luôn dùng nguyên cái số ký. Thể thao kèm số ký, chị em mình đừng có ghi ở trên màu xong ở dưới số ký không chốt đơn được. Lên mã thể thao kèm số ký lên trên một dòng em chút. Chứ đừng ghi cho bộ này cho bộ kia. Nha, lên thể thao kèm số ký là ok. Rồi cái này em còn 4 con đá hồng này. Sale gọn luôn chị em mình luôn. Thì cứ lên mã thể thao kèm luôn dùng số ký là ok. 35k thôi. Ok, Lê Thu Hà. Thể thao chồng thủy này. Thể thao Thu Lan. Chị em mình nếu như lấy 2 bộ thì mua 2 bộ 3 bộ đi về cho con mình nó thích. 35.000 mà. Bằng ly trà sữa ngon ngon chứ mấy chị em mà nói. Ok vậy tiếp trà. Ok vậy thì trôi. Thể thao chị Khánh Đức. Thể thao chị Pha. Ok vậy Du Han. Bảy chị Hứa Văn. Rồi nhá, cái này em có mấy con? 4 con. Lên mã đá hồng 49 luôn. Đá hồng sale 49 luôn. Nha, chị nào lấy đá hồng. Đá hồng 49 chút lên luôn giùm em nhé. Không, cái nào nãy cũng không chọn màu đó chị. Em lên bộ thể thao 35.000 thì không chọn màu đâu. Em lên không có chọn màu nha. Có 4 sale 49 cao luôn. Chị ti ti. Chị ti ti. 4 cái nha. Hàng 69k, hàng này hàng đá. Đá hàng này hàng có tông tàu xịn luôn ấy. Còn được 3 con. Sale 49 cao luôn. Thể thao gì? 55 cái chắc không có chị ơi. Đá hồng phôm rộng. Phôm 62 ký á. Phôm rộng. Phôm 62 ký đổ về á chị ơi. Còn được mấy cái. Chị nào lấy chút nè. Còn được 3 cái. Hàng này chị em mình hay theo dõi của em là hàng 69k cho chị Thùy Dung. Rồi còn hai cái, hai theo dõi like là hàng 69 sao và hàng rẻ đó. Thể thao đi chị em 35.000. Đá xương thu. Đá hồng xương thu. Hết đá rồi đó. Bánh đèn là nhiên. Đúng rồi. Chị đánh hàng đi con. Cái gì? Ồ, cái nắp đen này còn 43 cao luôn đi. Đá hồng thì Du Han luôn rồi. Rồi hết đá hồng.
này chị Hà đổ. Cái này em còn mấy cái nách đây nè. Mấy cái nách nè. Ba cao luôn nha, lên mã nách đen luôn, dùng 43 xương thu có rồi nha, đá gì xương thu có rồi nha. Chốt lên luôn cho mã này là mã nách, con này bộ con này chắc của nó là chắc có tung tàu nha. Em xem luôn chị em mình, con này 43k, em còn mấy con? Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. Lên mã này là mã nách đen 43, form của nó là form 62. Cái này khách nhà Nguyên mua nhiều quá rồi. 43.000 nha. Cái gì xương thu? Xương thu. Đây nè, cái bộ sắt nách, cái hàng em mất này nè. Nhưng mà chị em mình đừng chọn màu. Ok thì chốt cho nó dễ nhé. Đây nè, thì dùng còn 43. Còn 43 thì dùng. Con cầm cái iPad ra nhé. Đây nè, cái mộ sắt nách kiểu như thế này nãy em lên rồi nè. Em có up lên trang cá nhân ấy. Đây nè, như thế này chị em mình không chọn màu thì ok. Cái này nó nhiều màu lắm. Cái này nó nhiều màu lắm. Chị em mình thích thì là lên mã nách. Kèm số ký luôn dùng. Đây nè, chị cũng 6 cái rồi. Cái này đẹp mà. Mà hàng em đi 49.000 đi, chị em mình 43.000 là bay luôn cả tiền vận chuyển luôn rồi đó. Cho nó sạch thôi. Áo nam này size 62. Còn áo nam này size 62 nhé. Em xem luôn chị em mình là thích mùa đông có rồi. Của bé gái 34, bé gái 34 có cái màu của 109.000 đấy. Cũng bài gì Thùy Dương luôn. Thùy Dương luôn. Thùy Dương hay Thùy Dương? Thùy Dương. Rồi nhá, lên mã ngựa nam. Size 62 đổ về, cái này em xem luôn chị em mình là 69k. Thương ngưng trẻ mà này, cái view còn có ba mấy view. Lên chưa mai nhá. Mình trẻ mình chưa mai nhá. Nha, còn có ba mấy view thôi à. Thôi ngưng nha trẻ mình nhá. Ngưng like nha, hẹn trẻ mình chưa mai trẻ mình ơi. Chết quá. Đánh răng nhé mời. Em ngưng nhá, hẹn chị em mình trưa mai đi. Trưa mai có thêm được à, về thêm được một lô thái. Bữa em đang mang cho chị Đỗ Huỳnh. Bữa em đang mang Đỗ Huỳnh. Nách đen 43 lấy chị. Là sao? Áo nách đen là 43k. Cái gì Đỗ Huỳnh? Lấy chị 5 bộ 45 hay 5 bộ 50 là sao em không hiểu. Rồi em ngưng like nhé, hẹn chị em mình trưa mai nhé chị em mình nhé. Rồi em tắt like nha, bye bye chị em mình luôn. Bye bye, bye bye, bye bye. Chị em mình luôn nha. Hẹn trưa mai nhé. Lên áo thái chị em mình nhé. Áo thái có ít lắm.